Câu hỏi đầu tiên của Phật gia Nguyễn Văn Lợi ở Hà Nội có hỏi như sau: theo thiền tông, trái đất đã có gần 8.000 vị Phật ra đời. Như vậy, thời kỳ Ngũ Công và Tỷ Băng Hà, lúc đó xã hội loài người như thế nào? Bây giờ cái đất này thì 10.000 năm nó hủy diệt lại một lần, mà trái đất này á, theo cái quyền ký Đức Phật nói là 10 tỷ năm, còn vấn đề nhà khoa học mà nói mấy triệu năm là cái chuyện đó ai kiểm chứng. Bây giờ tôi nói thật ra cái tổ tiên của mình đây nè, hồi đời ông Kinh Dương Chương tới bây giờ là nó đương đương lại với cái Tần Tử Hoàng ở bên nước Trung Quốc. Nước Trung Quốc mà bây giờ mà người ta thấy cổ mộ xưa mà Kinh Dương Chương bây giờ không biết cái mộ không có đâu, thì còn cái chuyện mà những con này con kia thì khoa học có đó vậy thôi, nó không hiểu cái quy luật gì. Cái đất này tồn tại 10 tỷ năm không qua, là vì do con người, cái chu kỳ thành trụ hoài diệt của cái đất là do con người tạo ra. Thế đi theo cái này, còn học có nói mấy triệu năm rồi nói chuyện mò chơi thôi. Nhưng mà có thể là cái đất này, có thể là cái đất này nó không phải có cái thời gian là 10 tỷ năm, là vì khi nó bể ra vũ không gian thì từ cái dương lực kéo lại tạo thành cái hành tinh mới, thì cái đất này cũng của nó, đất đá này cũng của nó chứ đâu. Nhưng mà nếu mà nói mà nếu con khủng long tồn tại mấy triệu năm là không được, cách nào được hết. Bây giờ nói thật đó, giờ siêu bất cứ con gì thì khoảng 10 triệu năm cũng không, 10.000 năm cũng chưa chắc đã còn, chứ đừng có nói gì mà nó tồn tại mấy triệu năm. Đây là cái nói thuyết mà ta nói thôi, còn khoa học bây giờ nó chứng minh rõ ràng từ chi li một, thiền tông đầu Phật mới dám nói được cái này mà chứng minh thật rõ ràng. Còn cái kia là người ta tưởng người ta nói vậy thôi, thấy không? Thì bây giờ khoa học nếu mà nó nói mà nó mà chứng minh được, tại làm sao bây giờ, tại sao bây giờ khoa học mới phát minh con người có điện từ âm dương cách đây mới có 6 năm, ngành y học mới phát minh rằng con người có điện từ mới có 6 năm rồi, mà cái này Phật nói trước mấy ngàn năm rồi. Thì câu này thì hỏi thì trả lời thôi, chứ sự thật là người ta cũng tưởng người ta nói, còn khoa ông Phật không nói có cái chu kỳ. Bởi vì tại sao mà trong cái đạo Phật nói là tinh hoa nhân loại là cái gì? Là Đức Phật nói cái gì cũng phải bằng chứng cứ khoa học mà kiểm chứng rằng là, chứ không phải nó mù. Thì cái câu này trả lời thì con cái người hỏi không thỏa mãn thì cứ hỏi chứ. Câu hỏi kế tiếp: người tu thiền tông khi làm kinh doanh bị lừa tiền thì nên ứng xử như thế nào? Nên tìm cách đòi lại hay buông hết để mọi thứ vận hành theo nhân quả? Muốn lập cho cái rõ này. Người tu theo thiền tông khi làm ăn kinh doanh bị lừa tiền thì nên ứng xử như thế nào? Nên tìm cách đòi lại hay buông hết mọi thứ để theo vận hành theo nhân quả? Cái tu thiền tông không thiền tông, thiền tông gì cũng không thành vấn đề. Thế giới này nếu mà anh mà thiếu nợ người ta bằng cái lý do gì mà ta cướp của anh lại không lấy ra được, đây là do là cái nhân quả đời trước. Còn nếu mà nói về vấn đề mà ta cướp anh về hiện tại thì anh sử dụng thuốc gì anh lấy ra được, nếu không phải là nghiệp thì anh lấy được nè, còn nếu đã nghiệp là lo hoàn toàn không lấy ra được. Nó mình phải hiểu này, tất cả những gì đến với mình rồi đi ra khỏi mình đều do cái nghiệp đó. Thuyết nhà Phật nó là vậy, mà thuyết nhà Phật nó chứng minh rõ ràng chứ không phải nó mơ hồ. Bây giờ mình thấy là tại sao mình sanh ở chỗ này mà không ở mà đi qua chỗ khác nữa, là do cái nghiệp nó kéo mình đi. Nghiệp đó là cái gì? Là do thần tự tin nhân quả làm ra cái chuyện này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Đạo Phật chủ trương là nghiệp, chứ không phải có ai ban phúc giáng quả ra trên đất này, đó là nghiệp. Mà bây giờ thì tâm ra đời nói có một
60% thôi, còn 40% nói là không dám nói đâu. Mà cái này chỉ cho cái gì bằng thực tế nói được thì chùa nó nhiều sẽ nói ra hết. Rồi con hãy tiếp tục. Câu hỏi cái tiếp là tôi sao được quả thanh văn? Thanh văn là tu thanh tịnh thì nó có hai cái. Hai cái là nghe tâm thanh tịnh, cái trường tứ quả thanh văn. Thanh văn là việc nghe tiếng nói bằng thanh tịnh. Có kêu là trong cái đạo Phật mà nó gọi là tứ quả thanh văn thì nó tu được giai đoạn một. Ở đây là nó gọi là dụng công của chữ thừa. Muốn tứ quả tinh văn thì nó bằng từ tu đà hoàn, tứ đà hàm, ba đà hàm, ba đà hàm, nó nằm trong tứ quả tinh văn, bốn cái cấp để mà đạt được cái quả vị sau cùng là thanh tịnh, là tức như a la hán, gọi là người sống trong tinh tịnh, đó gọi là tứ quả tinh văn. Mà tu bằng cái gì? Bằng cái nhạc, cái dĩ căn như thôi. Quan âm là gì? Quan âm cung tôn tứ quả tinh văn, nhưng mà tôn quan âm chứng được hai quả là nhãn căn viên thông và nhĩ căn viên thông. Rồi con hãy tiếp đi. Tôn sao được quả duyên giác? Duyên giác là mình tập mình cái chữ duyên giác là gì? Cái viên là tròn, giác là biết mặt tròn nhẹ, thì là trong đạo Phật nói là viên giác tánh là gì? Cái đó là chỉ cho cái tánh Phật của mình nó tròn này, gọi là viên giác. Thì cái tu nó đúng là nó tu để mà nhạo thôi, nhưng mà cái mà nếu mà không tu viên giác, nếu mà sự tử mà tu viên giác là bị lừa, bị thánh lừa liền. Trong đạo Phật là gì? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có 28 vị thánh tu, mỗi người thành tựu một cái. Nhưng mà sự thật ở đây khi mà Đức Phật còn, người nào tu là ông kiểm chứng, cái đó là do ai ngự, ông nói là nghe. Còn bây giờ nếu mà vì thế mà khi mà Đức Phật không còn thì ông mới đưa ra cái quyển kinh Kim Cang. Ông đưa một câu là phạm sở của tướng danh thị hư vọng, nghiệp kiến tướng phi tướng, tức kiến như là tức giận, đưa cái bộ kinh Kim Cang ra để mà nó chặn đứng cái hình ảnh này. Đó mình phải hiểu truyền tâm, phải khai thác truyền để mấy cái quyển kinh đại thừa này, chứ không phải là không. Tất cả những gì chúng Phật dạy hoàn toàn nằm trong cái đại thừa, chứ không có nằm ngoài hết. Nhưng mà có một điều là người ta không làm, ta không hiểu được, rồi mình làm ở trong cái này. Bởi vì cái đạo Phật nó ba thời kỳ lãnh đạo. Thời kỳ thứ nhất là một vị thần lập, thứ hai là vị toàn năng toàn giác giả, thứ ba là vị thanh lập. Các bạn chú ý cái chỗ này, muốn hiểu được cái này thì muốn hiểu đạo Phật thì tâm phải hiểu ba thời kỳ lãnh đạo thì mới hiểu được cái đạo Phật thì tâm lập để làm cái gì. Đó, có hỏi tiếp. Người tu theo đạo mẫu giờ cũng chuyển sang thiền tâm thì có được hay không, và phải thực hiện như thế nào? Đạo mẫu qua thiền tâm thì chỉ số 20% thôi, không đổ, không đổ 100 người chỉ được có được 20 người thôi, còn bao nhiêu lùi nữa. Bởi vì đó nó là cái quy luật vật lý nè. Muốn đi vô cái thiền tâm, kể cả đầu tu mật trú hoặc là tu trình độ mà vô đây thì cũng phải rớt hết. Bởi vì tại sao trong lúc truyền thiền Đức Phật nói là 100 người lui là tập 95 người, còn đạo mẫu đó là hồi xưa là tu để mục đích là gì? Để tu để làm con của mẹ. Mẹ là cái gì? Mình phải, mà bây giờ đi qua thì giải thoát là khỏi vòng tay của mẹ thì coi chừng khó, khó thoát lắm. Nếu mà những gì mà tu thứ nhất là mật chú mẫu mẫu, không nên tu cái thiền tâm. Người tu thiền tâm phải là trong trắng tu được, còn nó dính bất cứ cái gì đừng có nên tu vô thiền tâm, khó lắm. Mà vô đây rồi bỏ bốn chuyện nó chứ mày không, chứ đừng có tưởng là thấy vô dễ thì vô tu vậy là quá khó. Thế giới vật lý này, những người đã dính vào vật lý là khó mà bước qua cái thiền tâm này. Là thành ra tại sao mà
Thiền Tông ra đời là bảo là nên là phải nhớ là phải là nghiên cứu cho kỹ, tu Thiền Tông phải tu một trí tuệ. Anh liệu tu nổi là không, bảo đấu thôi chứ đừng có vô vô đây rồi nói đủ chuyện à, có thể là hại mình luôn. Rồi câu hỏi tiếp theo. Ban đệ trời thứ thiên dương là nằm ở cõi trời dục giới là nơi cực mạnh, vậy trời thứ thiên dương có cái hình dáng như thế nào? Tất cả hình ảnh thiên dương là ta sử dụng bằng cái điện từ âm dương, là tùy theo đó hình thể giống như một vị thần nhưng mà rất lớn, nên nhớ là hình dễ một vị thần cõi trời tự đế thì nó gấp 10 lần của thân của cái con người trái đất này. Trời tứ thiên dương gấp 100 lần, đặc biệt cõi trời dục giới chỉ trời tứ thiên dương mới lớn, hình lễ lớn chứ vậy. Vì thế rằng là vì nó có điều khiển được cái các hành tinh trong tâm giới, nếu mà nhỏ không điều hành được. Giống như mình ở đây mấy người mà ta chơi cái bóng rổ thì phải có người cao ta mới chơi được, chứ người lùn lùn chơi được. Thì trời tứ thiên dương cũng nằm trong cái dạng này, muốn điều hành vũ trụ tam giới này thì phải được làm giảm dở và lớn. Vì thế mà trong cái lời dặn dò, khi nào mình nghe trong người mình rất mạnh thì mình chắc chắn là giảm sanh được trời tứ thiên dương rồi. Còn nếu mà yếu thôi, thích đúng đúng đại lực thì đi vô quả trời khác thôi, không vô cái trời tứ thiên dương được. Rồi có hỏi tiếp. Lý do gì mà người tu theo các môn thiền tông mà không tạo được công đức? Tại ta muốn tạo chứ. Nếu đúng là tu thiền tông đó là tạo công đức rất dễ. Bây giờ mình tu mà tu phước là tu cầu vãng sanh nó gấp 10 khó khăn 10 lần hơn cái tạo công đức. Công đức tạo rất dễ mà tại ta không hiểu thôi. Có những khi người ta chấp người ta không hiểu chứ tạo công đức rất dễ, khỏi có tốn tiền. Còn mà nếu mà tu mà giảng sanh thì bắt buộc phải có tiền mới có tạo giảng sanh được. Giảng sanh tại vì anh tạo phước là anh phải bố thí cho nhiều, mà có tiền mới bố thí, chứ còn có tiền sao bố thí. Còn cái công đức anh không cần có tiền, nhưng mà kỹ anh kiếm một và hai ba miếng sắt và hai ba cái máy cho người ta mượn, nó không có tốn đồng nào đâu mà tạo công đức được. Mà chỉ có phần một phần công đức thôi là đã về. Mình phải hiểu cái thế giới này, đi chơi thì tốn tiền nhiều hơn đi về nhà. Nên nhớ một điều, ta hiểu cái nguyên tắc này, anh đi về nhà tốn cái gì thì khó là bộ thôi, không có gì đâu. Mà còn đi chơi là gì, đi chơi đâu? Thứ nhất đi cực lạc, đi bằng cái gì đây? Tây phương cực lạc là khác, mà Tây phương không là khác. Mà phải có tiền nhiều anh mới đi hưởng cái này được. Người ta làm là tự động đi Tây phương cực lạc là nó dễ hơn đi cái trở về Phật giới. Về Phật giới giống như về nhà mình mà làm thì khó, tại mình không đi đâu chứ đi rất dễ. Người ta hiểu lầm thế này, thành ra có nhiều người vừa rồi có nhiều người hỏi với thầy nếu mà tu thiền tông khó quá, hai bắt tu đâu có ăn no không thì mà còn khó khó cái gì. Còn bên kia thì phải đi làm phước thiện tối ngày, đi đây đi đó, lẩu sông lẩu biển này thì dầu đâu thấy cứu trợ rồi phải đi, rồi cực chúng mình ngủ nhà không sướng được chết, nó khó gì. Rồi rồi thế đi. Người theo pháp môn thiền tông khi chết có cần phải ấn định thời gian từ 8 đến 12 tiếng rồi mới nhập quan hay không? Đó, thiền tông nói rồi, chết thì xong rồi mấy phút sau sống lại rồi. Thì mình có công đức thì mình về. Bởi vì cái thiền tông nó xóa đi tất cả cúng tụng cầu sinh thì cái nó mất cái còn làm gì cái chuyện mà 8-9 ngày. Nếu 8-9 ngày này là phải đợi cho cái lời ngã quỷ, ngã quỷ phải đến 8 giờ 3 ngày phải cúng 4-9 ngày. Giờ nếu mà ông bà mình đang tu giảng sanh cúng cúng đi vừa xong rồi thì thần thân thiên nhân quả còn đâu ăn. Anh phải hiểu cái này, thiền tông bây giờ nó cắt nghĩa là từng chi tiết từng sáu pháp môn một, 37 pháp quán quán cái gì nữa ra cái gì. Thiền tông duy nhất chỉ thiền tông nó có cái này,
Vì thế mà gọi là thiền tông là tinh hoa nhân rồi. Còn các cái thiền khác thì không có tinh hoa đâu, mà các cái thiền khác gọi là hại nhân rồi, đưa con người trở về u tối. Tôi dám khẳng định thế. Bây giờ nếu mà nó tinh hoa nhân rồi, cái gì phải chứng minh là tinh hoa nhân rồi. Chứ còn nếu anh không làm được cái gì cho người ta, người ta chứng minh bằng khoa học thì anh đừng có mong nói là tinh hoa nhân rồi. Giờ có hỏi thế biết vị nữ thần tự do là vị thần nào ở trên thế giới này? Nữ thần nào? Nữ thần tự do. Nữ thần tự do thì trong này có bên Mỹ có nữ thần tự do. Ở trong này đâu có vụ thần tự do. Thần là tự hành, hoặc thần là lãnh đạo, chứ có vụ thần tự do. Trong này có câu này người ta nói về cho nữ thần tự do ở New York. Đi từ New York qua cái chạy vào cái đảo để bảo vệ đảo, ngon bảo nói về Bắc Đại Tây Dương, tức như là ta ám chỉ rằng nước Mỹ thành lập ra gốc từ Bắc Âu giữa các nước châu Âu và nước Anh. Qua đó thì lập cái chữ thần này là vì ngày xưa đó ở bên châu Âu á là người ta thời kỳ quân chủ, những cái người mà ta không chịu đấu trong quân chủ người ta mới chạy qua cái đảo của Mỹ á, Estopolo đi qua đó đó, qua đó thành ra Mỹ thành lập ra cái tượng nữ thần tự do, có nghĩa là nhìn về mặt Đại Tây Dương, nó từ đây tôi tự do, tôi không ở trong quân chủ nữa. Ta biểu tượng cái nữ thần tự do mà nó nói là cái nước Mỹ mà vậy thành ra nước Mỹ đó là gì? Họ chủng quốc qua kỳ, tất cả các người ở đó đều tự do. Họ ngày xưa họ đã bên Bắc Âu, Tây Âu hoàn toàn là quân chủ, thành ra nó qua đây ta tự do thì mình chỉ đã nói là nữ thần tự do, lấy cái mục đích đó chứ không phải tới đánh đẹp con thần là tự do, thần phải nhiệm vụ làm. À, còn thành chủ thế giới thì lo gì thế giới, quốc gia là quốc gia, dùng là dùng. Giống như mình, ở trong một quốc gia mình lớn ta đi làm, mỗi người công dân phải có việc làm. Chừng nào lớn thì mới hung. Chứ trong này nếu mà không có ông nằm tự do đó, ông nào phải làm, phải ràng buộc, ở nhà phải giữ cái nhà. À, chứ không ông nào tự do ở đây đâu. Phải đúng trong quy phép của nước Phật, không ai mà tự do ở đây. Còn chuyện nữ thần tự do là do cái người Mỹ, ta nhớ lại ngày xưa họ sống ở trong cái thấp trị của quân chủ, bây giờ tôi qua đây là ở tự do để làm biểu tượng nữ thần tự do, chứ trên thực tế còn không thần nào tự do hết. Rồi có ai chứ? Người đã đạt được thanh tịnh, tất cả sáu căn đều đồng một thể, bản thể chân thật là như như. Sau khi tịch diệt sắc thân trở về với đất nước gió lửa bốn đại, đất nước gió lửa đồng thành một thể, không sanh không diệt. Bản tánh của mình đến từ đâu, phải trở về vị trí đó, người đó có được giải thoát chưa? Nếu chưa thì người đó đi vào đâu theo nhân quả? Này chưa đọc hết 10 quyển sách. Cái câu hỏi này chưa đọc hết. Câu hỏi này họ là chưa hiểu cấu tạo tánh con người là gì. Nếu hỏi hiểu được cấu tạo tánh con người thì không hỏi cái này. Câu hỏi này nó sai nhiều lắm. Đặt câu hỏi này sai. Bây giờ tôi nói chứng tại như vậy đâu, là tại sao, là cái chân cái gì, đất nước cho được cái gì, nó trở về cái vị trí của nó, còn đi về trong cái thường của nó, còn nó vô trong tạo ra con người gọi là nó đi gì vậy? Mình chết cái căn cứ nó trở về đất, gọi là đất không khí thì trở về không khí, thì làm sao mà chung được? Chung là nó ở chung một cái đất này, trong một không gian này, gọi là chung là vậy. Câu hỏi này chưa đọc hết 10 quyển sách. Giờ chỉ trả lời sơ, đọc hết đi. Thắc mắc cái gì thì tôi sẽ trả lời cho nghe.
câu thứ hai, tánh giới và tướng giới, thiền gia và Phật gia có cần giữ hai giới này không ạ? Là tánh giới và tướng giới. Tánh. Dạ. Thiền gia và Phật gia có cần giữ hai giới này không ạ? Tánh tướng. Bây giờ thì tại không hiểu thiền tông. Tánh là cái gì, tướng là cái gì, tướng giới là giới cái gì? Cái tướng đây thì phải nằm trong luật pháp, nhá. Còn cái tánh là sao? Là tánh con người, nó không có nằm trong mà đâu. Cái tánh con người nó phát cái hành động, nó suy nghĩ ra cái tướng của hành động, tất cả đều ở trong luật pháp. Trong thế giới, trong này có giới, chưa hiểu được cái thiền tông. Muốn hiểu thiền tông, hiểu cho sâu tánh là cái gì, tướng là cái gì, là cái giới là cái gì, phải hiểu cái này, đọc cho hết thì ta mới trả lời được. Giống như mình không hiểu cái cốt truyện mà mình đi mình hỏi, làm sao ta trả lời cho mình được. Rồi là cái gì? Thiền gia và Phật gia sống hàng ngày như thế nào cho đúng giới tôn chỉ thiền tông? Thiền gia, Phật gia, Phật gia là chỉ cho một cái người phải là hiểu biết cái đạo Phật thiền tông này thôi. Còn thiền gia là một cái con người giúp được nhiều người khác. Đây là cái cương định, cái cương vị của người ta, gọi là cái phẩm cấp người ta. Đây là nó tạm đạt vậy thôi. Chứ còn mình có nhà phải lo nhà, có gia đình phải lo gia đình, tổ quốc lâm quy phải giúp tổ quốc. Chứ tướng sống với tạm đạt đã nói rồi. Đói ăn mình cũng có nhặt đến cái dí dặn dài. Sống như thế nào bây giờ? Bởi vì người ta lầm cái là cái đạo Phật tu và ghép mình vô tu, hoàn toàn thì nó không đâu tu, mà phải đúng sống với quy luật nghịch lý. Mà cái bảo vệ cái quy luật nghịch lý này là hiến pháp và luật pháp của một quốc gia đó. Người tu thiền tông có hiểu cái này thì có hiểu thiền tông được, còn không hiểu ngồi đó tưởng tượng ra thì làm sao được. Tưởng tượng thì hoàn toàn bị sai hết, thành ra cũng không hiểu tật, không hiểu cái này nên mới hỏi vậy. Cứ gì cố gắng đọc lại 12 quyển sách chùa Thiền Tông Tân Diệu xuất bản ra, mục đích chỉ một biết về là sự thật của trái đất này, từ con người giảng dạy tam giới Phật giáo quy luật nhân quả luân hồi. Chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ này, nó không có nằm ngoài này, không có luật lệ gì hết. Thiền Tông không có luật lệ gì hết, nhưng mà luật lệ này là áp dụng cho cái trong cái phạm vi của cái sinh hoạt của người thôi. Chứ nếu mà bây giờ anh muốn về Phật giáo, anh có công đức anh về mà anh biết được về xong, không cần luật lệ, không còn ai đưa cúng đưa tụng cho mình, không cần ngày này tôn tự tôi đi được. Nhưng mà nghĩa là có công đức thì chư Phật sẽ đến giúp mình. Bởi vì cái Phật mình không thấy thì mình nói không thấy. Chứ bây giờ nói không là bây giờ về bây giờ đưa ông thầy tụng rồi bà thầy tụng có cái gì đó, xin lỗi ông bà con chưa lo, phải ông bà đâu mà lo cho mình. Ông Phật còn không lo được, mình là đang bởi vì đạo Phật thì đâu ra đời để là chuẩn để hết tất cả những gì mà Đức Phật dạy mấy ngàn năm về trước. Vì sau này vì nó sai nhiều quá cái chỉnh lại. Bây giờ mình hiện tại sao là cái thời mạt pháp này, cái đạo Phật nó biến dạng vì thế mà quyền kiến phải xuất hiện để chỉnh lại, có vậy không? Mà danh từ chuyên môn gọi là chủ hóa, rôn ra đời để mà nói cho đúng lại, đúng là cái tinh hoa đạo Phật. Chứ mà tinh hoa đạo Phật không phải là một chuyện mơ hồ. Nếu là đạo Phật, nếu mà nói về tâm linh là sai rồi. Đạo Phật là khoa học chứ không phải là tâm linh. Mà đạo Phật có quyền giải thích tâm linh là cái gì, lý do gì có mặt ở đây, rồi nhân quả luân hồi như thế nào, đạo Phật nói rất thật rõ này. Đạo Phật hành tích. Trong quyển số 11 có đoạn: khi giặc đánh quân Nguyên mong xâm lược nước ta, chẳng sử dụng tánh thanh tịnh của con người để đánh,
chớ thánh thanh tịnh của Phật tánh chẳng không sử dụng. Vì vậy chẳng khi đánh giặc là sử dụng tánh người thanh tịnh. Vì là thanh tịnh nên toàn quân và toàn dân của chẳng không ai sợ quân giặc cả. Nhờ vậy mà quân dân Việt Nam đánh chắc và thắng chắc quân thù. Xin Thầy dạy rõ cho chúng con hiểu và phân biệt rõ giữa tánh thanh tịnh của con người và tánh thanh tịnh của Phật tánh ạ. Con người nếu mình suy nghĩ thì nó không thanh tịnh. Suy nghĩ là mình ra cái tưởng thì mình sợ. Còn mình đừng có suy nghĩ là nó thanh tịnh thì lấy gì sợ. Đó, phải hiểu cái này. Cái tánh Phật là tự nhiên thanh tịnh, rồi nó nói rằng dù có cái gì cũng thanh tịnh. Còn cái tánh người là tại vì nó có tưởng, vừa tưởng suy nghĩ ra là phải sợ. Vì thế mà Trần Nhân Tông có để một câu rằng cứ nhằm thẳng quân thù mà đánh, đừng sợ. Vì thế mà trong binh thư Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp có nói một câu: trong binh thư Việt Nam không có chữ sợ trong này. Đây là tuyệt đỉnh của cái quân sự Việt Nam nằm ở chỗ này. Bởi vì nếu bây giờ này bên kia dùng 100 người, đây có 10 người thôi mà cứ sầm đánh, nó thấy cái bực lũ lũ đó nó sợ nó chạy, nó có cái tưởng nó sợ. Còn nó mà không có tưởng nó đánh chết mình luôn. Còn mình không có sợ, không có cái tưởng thành không sợ, thành là đối phương sợ. Vậy bởi vậy thầy, bởi vậy tại sao trong minh thư có nói là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng là cái chỗ này. Đó là tất cả về cái bọn quân sự nó cũng nằm ở trong cái dọn dẹp là của cái sợ và không sợ. Chứ không có gì gì lạ. Tưởng là tại vũ khí lớn là mình sợ, anh không sợ. Anh vũ khí có lớn lớn đâu mà thấy mình ra nó cũng sợ. Thấy ba cái sợ là nó chạy. Giờ con hỏi tiếp đi. Khi chung ấm thân, chợ tách Phật và khối công đức rơi ra khỏi trái đất, Thầy có nói là nếu rơi đúng là khi nhận ra được cây núi càng xa, nếu rơi sai là rơi vòng vòng, cứ thấy cây núi ở gần. Nếu gặp trường hợp rơi vòng vòng, cứ thấy cây núi ở gần sát bên, lúc đó thì chung ấm thân phải xử lý như thế nào ạ? Bây giờ đó, muốn ra khỏi cái thế giới vật chất này thì em phải có một vị phụ huynh làm qua tiêu dẫn mình đi, chính là Phật đó. Chứ bây giờ giống như đi du lịch mà cứ đi vòng vòng không qua dẫn mình, cứ đi vòng vòng qua giờ biết sao, không có xử lý gì được. Bởi vì người ta nhận cho kỹ, khi ra thì phải thoát ra mà phải qua tiêu dẫn đi mới được. Cái này nó chạy rất rõ, nhưng mà tại vì không để. Bây giờ mình rơi mà mình cứ thấy đi vòng vòng, thấy cây núi hoài là nó đi quay vòng cái đất à, nó không ra được. Thì bắt buộc phải có qua tiêu xuất hiện dẫn mình đi ra ngoài khỏi cái quy luật này thì mới về mà kéo được. Chứ còn mà mình không hiểu cái này thì cái này thì tôi cũng đặt câu hỏi thì cũng hay, nhưng mà đều là nghiên cứu cái câu trả lời của người ta lợi. Ta chỉ rất rõ, phải bắt buộc phải có một qua tiêu dẫn, giống như mình đi du lịch phải có một anh hướng dẫn. Có hướng dẫn đi đâu, đi vòng vòng vậy, có đường nó đi hoài, bắt buộc phải có người dẫn đi. Thì về Phật giới phải có một vị Phật dẫn đi. Chúng ta vô thế giới này nó minh mông mà làm sao biết được đâu trung tâm thiền hành nó nằm ở chỗ nào. Cái đất nó to như thế này mà cái trung tâm thiền hành có bằng chiếc đũa làm sao không biết được đâu mà. Một vị Phật toàn năng toàn giác ta mới nhìn thấy được cái trung tâm thiền hành và thời gian cái trung tâm thiền hành nó đi. Cái đất nó quay ngang cái trung tâm thiền hành luôn rồi. Phải hiểu cái này. Rồi mời tiếp đi. Trong nhiều giải đáp, con có nghe Thầy nói là người nhận ra Phật tánh của chính mình thì không có công đức. Nhưng hiện tại có rất nhiều người học thiền tâm, họ không nghe được giải đáp ấy mà cứ thực hành theo sách của Thầy viết và có tuyên truyền trên mạng xã hội và có sự tranh cãi rất nhiều giữa những bạn đồng tu thiền tâm với nhau về vấn đề này. Xin Thầy giải thích rõ vấn đề này và có sự chuẩn hóa rõ ràng.
vì có nhiều người họ không có điều kiện để nghe giải đáp của thầy và cứ thực hành và áp dụng những gì trong sách thầy viết. Và tất cả người tu thiền tông ghép cái tưởng này là sẽ đi vào cái thiền tông đó luôn. Thiền tông nó nói cái gì thì làm ơn nghiên cứu thực hiện, bỏ cái tưởng đúng hay là sai thôi thì nó sẽ đi vào quỹ đạo liền. Còn cái người ta trả một đường mình học mình tưởng một nẻo thì làm sao vô được. Vì thế mà truyền thiền không truyền thiền phải làm sao tìm xin được cái quyển kêu này, lời giảng dò về Phật giáo xin được cái này thì khỏi cần truyền thiền gì hết, tạo công đức tự về được. Đó là cái công thức á, cái lời giảng dò đây gọi là công thức trở về Phật giáo, chứ không phải dễ, không phải dễ đâu. Đừng có tưởng tu truyền đâu nghe cái tưởng này. Thứ nhất tu truyền tông hai cái chữ tối quan trọng nhất là tưởng và tham, và hai cái thứ này thì vô truyền tông được. Còn mình tưởng mình cầu rồi mình tưởng rồi mình tham thì đừng có mong vô truyền tông mà không. Bởi vậy ông Phật nói rằng 100 người truyền thiền 95 người rút lui, chỉ còn có 5 người vào nữa chứ không dễ đâu. Tuy là theo truyền tông cả chục năm đó nhưng mà không về được, là vì có cái tưởng, bỏ cái tưởng đi. Thì tự nhiên là mình có thể một ngày nào mình sẽ hiện ra. Chứ bây giờ ngồi kiểu lung tung rồi vậy làm sao mà để tánh Phật mở ra được. Không tưởng tánh Phật mới mở được. Tánh Phật mở được thì đây là cái trợ duyên. Tánh Phật mở được nhưng mà nó còn nằm ở trong cái thân bất tịnh và cái bất điện từ. Chừng nào nó qua được cái bất tịnh rồi nó còn cái điện từ thì nó nhẹ hơn. Thì mới tu thì tâm nó đúng được. Nhất tu truyền tông mới bắt đầu chịu khổ, đừng có khi nào nghe nhạc vô lý, đừng có làm cái chuyện này. Nghiên cứu thực nghĩ dùng cái đầu trí tuệ sản xuất mình đúng mới vào được, đúng không? Thế nhưng tuyệt đối đừng có tu mù. Tu có đúng mà mình không hiểu cũng gọi là tu mù. Thế là truyền tông bắt buộc mình phải nhận cho rõ ràng từng phần một, chứ đừng có đụng đầu trên nó. Truyền tông nói hay nhưng mà chưa chắc hết điều hay, đừng phải nghiên cứu qua nó đúng không? Còn có phải tinh hoa có đặt vào không? Thì mình có tin bỏ mới thôi. Chứ đừng có nhào vô thì coi chừng nó xa. Thứ nhất dẹp cái tưởng và cái tham mình. Người nào tu thì không mà có sử dụng tưởng và tham hoàn toàn sai hết. Rồi bỏ mày tiếp. Vậy người nhận ra được Phật tánh của chính mình thì có công đức không ạ? Công đức là mình giúp người ta, còn mình nhận của mình thì có gì đâu công đức. Giống như mình làm việc nhà mà ai trả lương cho mình, người ta cho người khác, người ta mới trả lương. Mình tự mình tu, mình đạt được cái gì lên cho mình thôi, mà cái ảo giọng của mình thôi, chứ ai trả lương cho mình công đức đâu. Công đức là mình giúp được người khác thì mình có công đức, còn mình giúp cho mình công đức gì? Giống như mình lau nhà mình mà kể công với ai? Thấy không? Phải hiểu cái thế giới này nó có nhiêu đây mình còn không hiểu nó cái gì hỏi chứ sao đi sâu vào thiền tông vô hiểu được. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, ngày trước con chưa nhận được pháp môn thiền tông, trong con luôn phát ra suy nghĩ là con rất chán sống cuộc sống ở trái đất này, vì con nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều rất vô thường. Nay có mai mất, con tự hỏi chính bản thân con, vậy cái gì là mãi mãi, chân thường và sẽ tồn tại mãi mãi đây? Và tự trong đầu con phát ra ý là mau mau tìm ra, sắp hết thời gian rồi. Lúc đó con không hiểu tại sao con lại phát ra suy nghĩ đó và phải tìm ra cái gì. Sau thời gian đó, con nhận được pháp môn thiền tông. Thưa thầy, thầy cho con hỏi tại sao tự nhiên con lại phát ra cái suy nghĩ đó ạ? À? Do cái tưởng thôi, do cái tưởng suy nghĩ đó chứ đâu có gì đâu Phật. Bây giờ mình cứ căn cứ vào lời ông Phật đi. Ông cũng sanh ra, ông hỏi tại sao mình có ở đây, ông cũng thắc mắc, ông cái người hỏi ai cũng được thì do ông tưởng. Bây giờ ông tìm ra được cái này rồi thì ông nói à nó ra vậy. Thì thật đó tại mình tưởng, ông đã phát ra cái câu tại mình tưởng mới có cái thắc mắc này. Mà cái này nó được thắc mắc này để dẫn cho mình đến gặp
gần cơ là thiền tâm, không có cái tưởng này vô được. Trên cái đất này cái gì cũng phải tưởng, nhưng mà tưởng được rồi thôi bỏ tưởng đó, thì mình hiểu cái thế giới này. Tại hồi xưa không có giác mình tưởng, bây giờ mình biết nó thôi bỏ tưởng đi. Thiền tâm là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt hết liền được sanh. Giờ xài có một chữ đó, đừng bỏ tưởng đi. Trong bốn chữ nào có chữ đó tưởng đó. Rồi hả tiếp đi. Và từ khi con nhận được pháp môn thiền tâm, sự chán chường cuộc sống vật lý ở đây càng cao hơn, và trong con cứ phát ra ý nghĩ thúc giục và nôn nóng muốn được trở về Phật giới càng mãnh liệt hơn. Đôi lúc con nhận ra rằng con bị tánh tham tạo công đức để mau mau có vật tư để trở về. Thưa thầy, thầy giải thích giúp con có đang đi đúng đường không ạ? Con cảm ơn thầy. Đã tôi nói rồi, biết máy bay này đi qua nước nào 5 tiếng, 10 tiếng thì cứ để nó bay tới xuống. Nó chưa tới giờ cũng nhảy ra, thì nhảy sao đây? Thì nhảy ra, ta bay 5 tiếng mới có 2 tiếng muốn cho tới, đừng nhảy ra, nhào ra, rồi đi đâu. Có nghĩa là quy luật chẳng lý phải tuân thủ đó, nên đừng có tưởng. Bởi vì tôi nói là tưởng và tham gian đi. Và trong thiền tâm có tưởng thì ta bỏ đi. Sống ngày nào còn hít thở thì làm việc bình thường, nghỉ thở khỏi làm việc. Rồi có công đức tự nhiên, ông thần đó ông có công đức tự chấm rỡ, ông đi đâu đi đi thì Phật rước mình về luôn. Bây giờ ta thở rồi mà phước nó một đống thì nó kéo mình đi lên đường phước, hoặc là mình bị cái nhân quả gì thế. Trong cái đất này gọi là lục đạo luân hồi, có cái gì nó dẫn đi cái đấy. Cái đường số 7 người về Phật giới. Bây giờ có nghĩa là thì tâm ra đời thì nó trắng ra là nếu anh có công đức đức trọng quỷ thần kinh, quỷ không dám tới gần, mù mình thần không dám thực thi nhân quả, là mình tự động về. Nhưng mà tự động về nhưng mà biết cái quy định của nó, ở vừa đi về thì có người rước về, lỡ gặp cái ông rước nó giết hẳn luôn thì con đường khỏi về luôn. Phải cho hiểu, bởi vì tất cả thì nó phải tưởng, nó suy nghĩ ra vậy thôi. Đã thiền tông ra đời thì chỉ dùng một chữ thôi, và bỏ cái tưởng và cái tham. Tất cả người tu mà tưởng và tham thì chắc chắn hậu quả xấu sẽ đến với mình. Còn xấu thế nào là tự mình biết, chứ tôi nói. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Cao Thị Hương ở Gò Vấp có hỏi như sau: người nữ trong tam giới này thì luôn thiệt thòi hơn nam, vậy luật nhân quả có bù trừ cho người nữ hay không? Đây không phải là cái thế giới vật lý, nó là vậy. Tánh Phật nào cũng là tánh Phật, không chứ không có nam nữ nhào vô. Điện đâu, điện âm nó quét thành nữ, điện dương nó quét vô thành nam. Để cho nó cân bằng cái thế giới này. Chứ vô nam không là làm gì, nữ không vô làm gì, làm sạch sạch quá được. Nó phải đi đúng cái quy luật đó nè. Đừng có lo. Tất cả trong thế giới này gọi là cân bằng. Thở dĩ người nữ âm nhiều là tại sao? Nó không có tháo giác bằng người nam thì dương mà nó tần số cao, nó phải nhanh nhẹ. Còn nữ tần số âm bắt buộc phải vậy thôi, cái đó quy luật vật lý. Chứ không làm sao mà chặt đổi cái này được. Mà muốn đổi cái này thì chỉ có được về Phật giới xóa được cái này. Còn ở đây thì có một thôi, nữ một triệu đời nó cũng là nữ, nam một triệu đời cũng là nam. Đừng có tưởng nó tu. Bởi vì có nhiều cái chùa nó là tu người nữ, tu để thành ta tài đất cơ, nó chỉ không hiểu với thế giới vật lý. Bây giờ giống đực là giống đực, con gái là giống gái, giống nó cái chuyện mà nổi. Bây giờ khoa học không thể đâu được, nhưng mà cái sự số nó tạm bỡ thôi, chứ làm sao mà tuyệt đối được. Bây giờ vô thế giới này gọi là mình hiểu thế giới này vật lý nhân quả âm dương và tu tổ này, thì đừng có lo. Bởi vì tại cái cân bằng được là gì? Nhà nước mới tuyên dương mẹ Việt Nam lên hùng, thì có bà ngoại anh hùng chứ nè, ông nam cũng anh hùng được. Tuyên dương mẹ Việt Nam lên hùng,
nó định nâng đỡ lên, nâng đỡ là nâng đỡ đó để nó cân bằng. Nhưng mà đây là thế giới vật lý thôi, chứ còn anh hùng chị cũng nữ, nam là nam, nữ nữ, đừng có lo cái chuyện này. Giờ có hỏi tiếp đi. Vì sao các đức Phật đều chỉ là nam giới, chưa bao giờ có đức Phật nào là nữ giới? Ai nói thì bà thi là chúng ta chứ có chứ sao mà nhiều. Nhưng mà tại người ta không có hiểu, người ta không biết. Nhưng mà nên nhớ là một vị Phật mà thành Phật phải là người nam mới được. Nhưng mà sao có người nữ thành Phật được? Là vì người nam khi mới ra lộ ra người rừng ở mới thành người nam được, mà người nữ giáo là rừng ở được, ta ra bị cái ám cũng ra được. Mà khi mà một công bố quyền ký đó là người nữ công bố, nó đã cân bằng. Một người nam tu thành Phật, một người nữ công bố này, chính bản thiền sư Lý Thảo đã đảm nhận cái chức này. Mà cái câu chuyện mà ngày xưa người ta công kích vấn đề cô rộng khái ở cái chùa Tịnh Diệu, tại người ta không có hiểu cái câu chuyện ngày xưa đó. Đức Phật đến Lâm Cung, Lâm Cung đã là vua cung rồng, mà ở đâu vua rồng mới tặng cho Đức Phật hạt minh châu, thì Đức Phật không có nhận mà giao lại cho con của Lâm Cung mới 8 tuổi thôi. Nữa con nhận cái mạc này đi, rồi nữa con nói cho ta nghe như lai không có đem. Cái đó là cái chuyện gì? Có nghĩa là cái mà cái hạt minh châu là gì? Nó xóa đi cái bóng tối. Vì thế mà nữa mà con phục cái người nữ mới nhận được cái tập quyền ký này, đưa Phật đưa cho người lái xe, nó phá được bóng tối. Chính cái câu mà Lâm Cung Lâm Nữ này nó nằm ở trong cái dạng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, do người nữ đưa tập quyền ký để phá cái vô minh. Chứ đâu có phải vậy, chứ đâu phải như mấy ông thầy con rồng cái thành Phật, con rồng cái giải thành Phật là đúng. Nhưng mà nếu mà thành Phật cũng đúng như vậy không, nhưng mà nó hai cái chế. Khi mà Lâm Nữ phổ biến này là biết biết bao nhiêu công đức thì muốn về lúc nào về. Lâm Nữ mà nhận này ra muốn về lúc nào thì về. Còn dạy thành Phật cũng đúng, mà thành Phật cũng đúng, dế nào cũng đúng hết. Phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Đạo Phật nó có cái hệ thống rõ ràng, chứ không phải mù mờ. Ai muốn tu cái gì thì nó có cái nấy. Ai muốn tu thành cái gì đều hoàn toàn đạo Phật đều đáp ứng đầy đủ hết, không thiếu một chút nào. Chứ đừng có kêu bằng ở một bên rồi nói tất cả các đạo ra nó không có đầy đủ cái đạo Phật. Đạo Phật rất đầy đủ. Anh muốn cái gì cũng có, muốn thần thông cũng có, tất cả anh là thành. Anh muốn nói giỏi cũng có cách cho nói giỏi. Anh muốn thành A La Hán cũng chỉ cũng có cách gì. Anh muốn thành Phật cũng được. Anh muốn thành lên trời ở bởi vì đạo Phật nó đa dạng, nó hay cả hai cái chỗ này. Mà cái nào nó có công thức nào mà chứ không phải nói nó suông. Mà muốn kiểm chứng Đức Đạo Phật dẫn cho kiểm chứng lắm. Rồi còn hỏi chứ gì? Vậy về việc cầu công đức cũng như con đường giải thoát của nữ giới có khác gì nam giới hay không? Nữ nam về cái giúp ta hiểu thì có công đức như nhau. Cái công đức với cái phước đức nó không có phân biệt nam nữ. Ví dụ giờ đi có 1 triệu đi du lịch thì nam 4 triệu, nữ 1 triệu, chứ có nam là đóng hơn là nữ đóng hơn đó. Có nghĩa là nó bằng nhau, không có phân biệt cái này. Còn phân biệt cái thế giới là người phân âm dương để nó sinh hóa, gian trần phải âm dương để sinh hóa. Con gà thì phải con gà mái, gà trống, con chó cũng vậy. Tất cả gì trên kể cả cái cây nó cũng phải có kỳ định kỳ cái chứ không phải đâu. Đây thế giới vật lý nó phân định là tại vì người ta không hiểu cái sự thật mà đi sâu vào ta thấy từng cái cây nó vẫn có, con kiến nó vẫn có, con đực con cái, con di trùng nó cũng vậy. Tuy nó đơn bào di trùng, tuy nó đơn bào nhưng nó cũng có được con cái đâu, chứ không phải vậy đâu. Đầu con thì
đại hát câu hỏi, bởi vì anh đặt câu hỏi trực tiếp. Thôi giờ nhắc cái ghế. Cho nó tóm tắt này, cho nó gọn lại, cho nó gọn. Con xin hỏi thầy cho nói đời đời minh triết, nhưng mà con cũng hiểu mặt mà con xin thầy giảng cho con nhìn hiểu rõ hơn đời minh triết. Dạ, cô không hiểu gì trong sách ghi là đời minh triết, cô không hiểu nó như thế nào. Cái gì? Hiểu chưa rõ lắm. Cô chưa hiểu cái trong sách viết là tới thời minh triết đó. Thì trong kinh 24 câu kệ của thiền sư Đức Thảo: đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Thì giờ ai hiểu gì? Chỉ hiểu cho ta biết sao? Đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Thì bây giờ nó ẩn vào hai chữ là ông minh triết làm chủ tịch nước. Chủ tịch nước là ông là chủ này rồi coi, thì đến đời minh triết chứ không lẽ mình tay ngang thì đến đời mình sao biết. Cái câu này: qua thiền nở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hương ngọc vàng. Quê hương chưa được bình an, thiền tông chưa được mở mang nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy, Giang Sơn nói lại nơi đây phổ thiền. Giảng dân xuân hộp bình yên, dòng chảy buồn thiền phải bắt buồn xa. Đó, đây là cái lời 24 câu kệ của thiền sư Niên Thảo đã nói dặn dò cho cái đám đệ tử của bà. Trong đó có tôi có cái nhiệm vụ là tôi không biết cái này. Thì đến đời minh triết nên xây chùa thiền, khởi đầu tuy có đạo phiền, nhiều người muốn phá chứ phiền mà chi. Đúng không? Chùa thì tông phá kìa. Kim cang giúp đỡ tức thì, tiền thầy thì chỉ sau này chẳng lo, dù cho chùa nhỏ chùa to, miễn sao ghi lại để cho mọi người. Thiền tông lợi ích mọi nơi, nhiều người ngộ đạo tươi cười thiền tông. Chánh pháp giảng tạng trong lòng, niết bàn chi diệu hiện phẩm ra đây. Tiền thầy thì để gốc cây, đến đời minh triết nên xây Phật đài. Hồi đó cái này nó tiền cái trồng cây được tôi bán 23 cái tôi xây. Hồi đó là tôi bán cái cây nhà này là gần 800 triệu, hồi xưa 800 triệu mắc tiền, hồi trước công thợ là có 80 ngàn, bây giờ công thợ 300. Mà nếu mà cái thời này cây bán các bạn mua thì giờ nó lên mấy ông bên Bình Dương á, ông mua nhập khẩu á, đem dùng hết. Không biết tại sao lúc đó nó tìm cái cây để nó mua. Thì câu này đó và nói là bà mua trên cây giống như cái kiểu mà trọng trình nói đó. Thì mình cái đến đời minh triết nên xây chùa thiền, thì minh triết là mình làm minh triết. Nhưng mà có một điều này, khi tôi xuất bản cái quyển này ra đó, nhà xuất bản tôn giáo không cho, nó biểu để chữ thường thì nó cho, còn để chữ qua là nói minh triết không cho. Tôi nói không để gì để, nghe là đừng có để cái, đừng có sai cái chữ thôi. Đây là cái quyền ký của thiền sư Ni Đức Sảo để là tôi ghi lại vậy thôi, còn muốn qua cũng qua thì chỉ không thành vấn đề. Nhưng khi tái bản lại nó cho qua, còn đầu tiên nó cho qua đó. Rồi trả lời vậy có hiểu không? Thì thắc mắc hỏi đi. Con hỏi xin câu hỏi với thầy, tất cả coi như là mình đã đầy đủ công đức là một phần, thì cái hoa tên để đức con thầm nói công đức phước đức bằng nhau cũng thấy cái vị thần. Thì thứ ba là công đức ấy, nhưng mà phước đức với lại ăn đức nhiều
Nhưng bây giờ mình thử hết, mình cũng thử 3 lần như vậy. Nếu mà mình thử, lúc mình thử rồi mình nhận thấy là cái hoa tiêu giả của vị thần, thì lúc đó mình sẽ chấp sự đi ra sao, xin thầy chỉ đỡ cho con. Mình thử mà nó thiệt là mà thì mình đi theo cái hoa tiêu, mình thử mà nó giả thì đừng có đi theo. Nó đúng là cái ông thần hoặc là con hồn nó có giả gì giả, nhưng mà đã sau cùng đã có nói một câu như này trong cái hoa tiêu mà nó không cái gì cho con là nó giả. Cái đấy căn bản của mình thôi, nhưng mà sở dĩ người ta nói phải nói cho hết vậy thôi. Chứ nếu mà bất cứ một người nào có công đức ít, không cần thì có công đức là thành Phật rồi. Chứ còn tạo gì mà tại sao nói là công đức ít không chịu mà đòi làm cho lớn. Tức như đã thành Phật rồi, Phật mà lớn kệ tôi biết, về bệnh tôi ở đi, cho nó an toàn đi. Còn tại mình cũng tham công đức cho to để làm cho Phật lớn. Thì nó cũng bởi vì nó đúng ra, nói ra đó thì mấy người tạo công đức nhiều đã buồn, chứ sự thật đã thành Phật rồi, lớn nhỏ không thành vấn đề. Về bển nó ở thì cho nó chắc nặng đi, còn qua bển lớn nhỏ giống như xe lớn thì chạy nhanh chút, xe nhỏ chạy chậm chút cũng tới. Mà tốc độ di chuyển bằng điện từ quang nó nhanh lắm chứ mới về đây. Thành ra tạo công đức mình cố gắng tạo được thôi nha. Ông thần ông để mà mình thả mình ra nhiều đó đủ rồi. Không, bởi vì tạo công đức không có cái gì mà dễ làm hơn công tạo công đức, mà tại sao người ta không hiểu tạo phước đức người ta chưa nhiều. Ví dụ muốn đi du lịch đó, một ngày là 1 triệu đi, mà đi 10 ngày có 10 triệu, còn đây đi về đâu có đồng nào đâu, có chút xíu cũng đi về được. Về nhà còn chưa đi chơi là phải đủ thứ đó. Tiền di chuyển, tiền khách sạn, tiền ăn, tiền ở, thời gian. Còn về nhà có gì đâu, tôi chỉ có ở bộ chút tới rồi đó. Thành ra phải người ta không có hiểu được cái tạo công đức này. Tưởng đâu tạo công đức các cái chùa ta to để không đừng có làm cái chuyện này. Một cái chùa ở đây nó còn gần chết nữa. Ai cần cái chùa lớn sao, làm sao giữ nổi. Bởi thế giới vật lý đây là cái thiền tâm nó nằm mặt trong cái lượng sống vật lý khó mà thoát ra được. Mà chùa thiền tâm nó chịu đó, kêu bằng nguyễn chuyển mà nó được mấy chục năm nay nó tạo được công bố này là rất mừng. Mà mừng nhất đó là biết cái gì không? Mừng nhất là giáo hội sư cấm cúng sao, tôi rất mừng cái này. Còn cái này chùa Tân Diệu nói lâu rồi, tôi mấy năm rồi, bây giờ ủng hộ thì rất mừng. Mà tất cả những cái diễn đàn vừa rồi cũng cô ra, thì được mấy ông thầy ủng hộ tôi rất mừng. Mừng nhất là mấy ông thầy ủng hộ. Chứ ngày xưa khó tìm ông thầy ủng hộ là khó lắm, chứ phải vậy đâu. Mà giờ nó có thì thôi rồi cũng mừng đi. Thì đây là năm vừa rồi cái thiền tông nó đã chuyển mình. Vừa rồi có một ông tiến sĩ ông Hương, ông chuyên nghiên cứu về khoa học ở Hà Nội, ông sinh năm 1953, ông nói tại làm sao cái chùa này thời gian ngắn thì thiền tông sẽ không còn. Tôi nói cái chuyện thế giới vật lý ông đừng hỏi tôi, sức tồn mà không á thì do cái người hiện giờ người ta mất quyền lợi, người ta có đồng ý cho tiếp tục này không? Thì ông muốn trường tồn thì ông nói ông tiếp. Tôi chỉ bảo biết Đức Phật ông nói là cái thời gian phổ biến thì ông không dài được, tại vì sao? Nó nằm ở trong quy luật vật lý, nó phá vật lý, người ta tôn theo vật lý, ta không chấp nhận cái này thì ta phải tìm cách ta phá. Cái đó là ông Phật nói bằng cách tự nhiên, còn thời gian không lâu mau là do mình, do cái ban quản trị điều hành. Ban quản trị ra thì tiếp tục không ra thâu thì tới giờ chó cũng phải chịu thì sao? Bây giờ cái là cái bảo vật vật lý mà trong cái đất người là bảo vật lý, tiền tài danh lợi địa vị là trên đó, không phải giải thoát. Cái này giải thoát đi ra, muốn giải thoát bởi vì muốn tu giải thoát phải không? Ông Trần Nhân Tông ngay già bỏ lên núi rồi ngồi chờ để là khỉ, nghe khỉ nghe dượng nó kêu,
có tai gan không, ai gan giống như mình, ai gan giống mẫu gan như thái tử tất đặt ra, vợ đẹp con sinh trong hoàng cung chạy ra các bộ đề rồi rồi đi lên chân từ nước từ chỗ này qua chỗ kia đi kiếm ăn từ mỹ ai vậy. Xin lỗi cái đó, nếu mà tính rằng cái mà cái gương của Đức Phật và gương của Trần Nhân Tông mình nghe mình rất cảm động mà có thể khóc với ông được, chưa có ông nào dám làm cái chuyện này. Mình con người bình thường vẫn nói này, con người ta là vua là thái tử mà ta đã làm được cái này đó, mình suy nghĩ nó khó, mình thấy bình thường thấy nó khó vậy chứ sự thật nó cực kỳ khó đối với con người bình thường. Con người đó là siêu phàm, siêu phàm siêu thánh thì mới làm được chứ không phải đâu. Rồi có hỏi gì hỏi đi. Hỏi không. Thầy, nếu mà theo thiền tâm thì ba cái điểm chánh của con như vậy thì cho con sẽ tỏ cái cảnh tức là mình phải ham muốn mạnh liệt trở về Phật giới. Thứ gì là phải tạo công đức trong sáng dù ít dù nhiều. Điểm thứ ba là phải học hỏi công thức trần rộng, hiểu cho tường tận hết thì mình biết cái công thức đó mình phải trở về Phật giới được. Con xin hết, tôi phải cũng như vậy tạm. Cái trở về Phật giới thì nó có công thức của nó đâu cũng vậy thôi, từ giảng sanh hay là thần hay là người giàu sang ai cũng phải có cái công thức. Vì thế mà Đức Phật gọi là gì? Đạo Phật rồi này dạy công thức. Đạo Phật không có nói về đạo mà dạy công thức, có nghĩa là bây giờ cái công đức của mình thì giống như cái khối điện đi. Cái khối điện mà nó đang ở 200 V đâu có dám rờ nữa đâu. Mà nếu mà có cái gì nó bao lại thì mình rờ bình thường. Thì ông thần quản lý này cũng nằm ở trong quy luật này, có nghĩa là nó cường lực mạnh cỡ nào nhưng mà có cái bôi đen rồi thì ông được quyền cầm mình, ông có cái. Mà nên nhớ rằng công đức sáng thì nó mới đi xuyên qua được cái thế giới vật lý này. Còn nếu mà công đức không sáng không đi được, Phật cũng không biết đường đâu vậy. Phải sáng ra mới dẫn được. Vì thế mà mình tạo nhiều con đen cứ để đó đi, có một sáng là Phật là có tiêu dẫn đi. Giống như ông xe lạnh Phật á, ông có thật nhiều nhưng mà ông không biết về sao. Ông về trung tâm vận hành ngồi tự động nó mở ra thì ông về bệnh ông thành Phật lớn. Còn cái việc mà mình tạo thì cách bình thường không, bởi vì hiện giờ có nhiều thấy có nhiều người tạo nhiệt tình quá thì nhưng mà nó nguy hiểm. Tạo công đức mà nhiệt tình quá cũng rất nguy hiểm chỗ này. Mình phải hiểu cái thế giới này, cái người mà xung quanh mình có ưa, mình nhiệt tình quá xin người xung quanh ưa, đó là nói về con người thực tế. Rồi cái địa phương đó người ta là cái gì, những cái người phúc bóng ở đó là ai, ta thờ cúng tối ngày mình đưa vô nó chịu không, mình đi ra thì nó kiếm chịu nó xô mình hoặc là nó che mắt mình cái mình chạy xem đụng liền là ai. Khẩu nhất là cái này có nghĩa là mình tiền bạc tiền đâu đi không biết mình đi tu, không biết mình tu, có người tu tiền đâu tu tâm ra ngoài đường khoe này khoe kia không được. Nhưng khi nào có cần thì mình mới nói cho mình biết không, còn cần không làm tin ra ngoài làm tin đó, phải truyền tâm nó phải vậy. Bởi vì cầu công đức và cho sáng ít cũng được, gọi là ít, nó có hai cái trường hợp là ít. Điện không có bọc cao su thì ông thần không nắm mình để cho mình đi về. Thứ hai nó phát ra một cái dương lực vô quan thì ông Phật mới thấy đường tới dẫn mình đi. Chứ nếu mà mình đấu thù rồi mình biết đâu mình làm sao mình chính mình thấu, mình cũng không thấy được cái bóng của ông nữa, không thấy được cái hoa tiêu. Nếu còn đứng một đèn chính cái đồ mặt đất mình không thấy được hoa tiêu, phải hiểu nguyên tắc này để về một cái đúng cái bài bản đó.
Vì thế mà cái chuyện này mấy ngàn năm ông Phật cũng len lỏi ông truyền cho ông thế, bây giờ mình biết được thì nói ra cho biết, nhưng mà cái chỉ số nó không có lớn, nó chỉ có 5% thôi. Thì bây giờ mình hiểu được thì rất mừng, chứ nếu mà khi mà cái này nó qua rồi đó thì rồi không thua luôn rồi. Hỏi chứ mà nếu mà trường hợp mà chùa Thiền Tông chưa công bố để ra thì hỏi chứ ai biết, ai biết cái đầu giải thoát. Ông nào cũng nói giải thoát vậy thôi, vậy thì tu đã đợi được 80 tuổi nằm một đống có giải cái gì, nó không thấy rõ ràng vậy. Rồi bây giờ mình mới hiểu, nó rất may mắn cho những người hiểu được cái này. Chứ nói đúng là sự thật á, hồi kia tôi bắt đầu tôi phổ biến này tôi cũng sợ. 2012 là khi mà tôi lễ lập thành cái Thầy Tông Hồng Đại, tôi cũng bị cú rất sức rất mạnh mà tôi cũng không nói thì sợ đem sợ. Tôi nói là cái bữa đó đó, tại sao ban bể của tôi là 12, 6 người đứng ra mà có người trốn, là cái ngày đó tôi phải chết. Ngày đó cũng ngoài là có gì tôi bắt thế, không có gì tôi chết luôn cái bài đó. Bởi đó tôi không kiếm được người, thành ra nhờ gì nó đọc thì cũng cảm ơn đó. Bữa đó không có gì cái tôi bỏ mà cái bài rất quan trọng mà tôi không nói ai thì tự nhiên là biết nó ra là nó cực kỳ khó nhưng mà dễ đâu. Thế giới vật lý này không có chấp nhận cái này đâu. Ông Phật nói ra nó cũng chửi lắm. Thì ông Trần Nhẫn Tâm ở Hà Nội đâu dám đó là trèo lên tới núi, ai có lên yên tử biết. Bây giờ đi cáp treo nó còn dễ, ngày xưa lộ bộ nổi giờ là đây ở đây lộ nó thì lộ nó gấp rưỡi cái núi Bà Đen mà gấp rưỡi núi Bà Đen mình leo tới trở là thở thở không hết ăn nổi đó. Nó mà tại sao ông là vua mà tại sao ông vô nói gì cũng nói gì là không dám. Thì bây giờ tôi là cái gì, bà Thảo bà một gỡ bà chạy trốn trước cũng giao lại cho tôi, mà tôi phải âm thầm giấu kín đây bao nhiêu năm, 50 năm sau bắt đầu mò nói chuyện ra. Tôi nói á, khi mà cái tập quyền ký mà chùa Tân Hiệu có rồi, rất nhiều người đến đây, tôi biết đi bằng con đường nào tôi biết, nhưng mà rất nhiều người đến tiếp cận được đây như thế này. Nhưng đặc biệt là cái Nguyễn Giáo Lý tôi giữ riêng, tôi không để cho, thành ra không tiếp cận được. Vì thế mà bây giờ tôi nói rằng có nhiều người nói là cái quyền ký mà của ông Nhân á, họ biết 60 năm, có người giờ đang nắm 40 năm. Và trong anh em này nhiều người biết, người đó là ai, nó để ông qua ông hội. Thì tôi rất cảm ơn, phổ biến thế tôi cảm ơn. Nó vậy, mà xin lỗi. Tôi viết ra ăn cắp, mà tôi đã thiệt thế này. Ngày đầu tôi viết ra quyển số 1 rồi, tôi bắt đầu chuyển qua số 2, có một ông thầy. Ông lấy nguyên số 1 của tôi đem về nhà xuất bản, xin xuất bản. Nhà xuất bản nó biết. Ông đổi tên thầy, ông đến danh hiệu để tên. Ý cha, không có trật chữ nào. Thì nhà xuất bản nói thầm giờ cho xuất bản, cho thầy xuất bản dưới điều kiện thầy làm cái biên một cái cam kết đó. Nếu có người nào có thầy đạo văn người ta đó thì ta kiện ra tòa, thầy với người đó ra rồi giải quyết, tù giải quyết đó. Nhà xuất bản không có tham gia vào cái này, đưa thầy giấy cam kết đứng dậy đi về. Em mới ra nó đồng nào như vậy, bởi vì ta tưởng đâu là nó bình thường, nhưng mà xin lỗi ông có copy cái quyển số 1, cái số 2, số 3 làm sao biết. Rồi bây giờ tôi cho hết luôn 12 quyển đó, còn 40 cầm chồng đi. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi đề nghị ông tranh luận tôi với cái này, cái chuyện mà tôi chưa nói ra làm sao ông biết. Thì biết ai chuyện ai giải đi, bởi vì mình tu rồi mà mình cũng không chịu tu. Vô đã vô đạo rồi còn mánh mông đem cứ thiệt cấp rồi thành ra nó khổ rồi. Cái người bình thường thì cũng nói đi, mà cái người tu làm là mà còn làm cái chuyện đó rồi còn sao được. Vì thế ông Phật nói là thế gian rồi thế giới gian cái gian mình sao ra cái gì vậy? Mà bây giờ xuất cái này
tôi bán, tôi có mục đích của tôi bán để tôi dư tiền tôi xây dựng cái chùa, chứ không phải tôi lấy tiền để tôi ăn, tôi đâu có dám. Mà tôi đâu có đủ đâu, tôi làm gì tôi mới bỏ nữa. Đó, mình thấy lộn như vậy, nhiều đó mình thấy những cái khó trong cái tiền. Rồi bây giờ bao nhiêu người hù nữa tới cái chùa tôi nói thiệt đó là kiểm tra 3 lần, mà tôi này nói kiểm tra 3 lần để kiểm tra này, tức là có phạm pháp gì thì tôi bắt, đâu có sao đâu. Nó mà mình á, mình phổ biến là phổ biến bằng thực tế, chứ không phải tôi nói, chứ phải tôi đi lợi dụng cái chùa tôi cúng sao thì đi kiểm tra thì đúng, đúng dễ bớt, không có gì, không có đúng cái nhà luôn á. Khi mà tôi không muốn mình nghĩ là cái chùa chưa có, không có cái nhà. Hồi trước là gì? Không, mình chưa có nói ra thì ai muốn bố muốn làm gì làm. Khi tôi nói ra rồi mấy cái người kia họ tự nhiên họ tới. Nó vậy thôi chứ cái tôi đâu có cấm đi, giờ cứ mở cửa ai cũng đúng nha. Nhưng mà tôi bữa họ đây tôi đã thấy cái hương này hiệp nó mua đâu mua mấy triệu, tôi nói nó đời con tạo con cái lòng tham của người ta, cái này chú mất không biết bao nhiêu, nó không tin này nên được mất mẹ. Thì nó hỏi sao chứ giờ sao cha chú, ta nói thì ta giác ngộ rồi đó con, nó thấy nó ngộ nó giác rồi thì chúc mừng ta. Thế không có vậy đâu, giác ngộ người đó giác ngộ thấy ngộ nó giác nó chạy mất. Rồi hỏi giờ chứ tôi là một phật tử ở phía Bắc, kính xin vị trụ giải đáp nhất. Thiền gia Huỳnh sư Lê Quang Vinh có đăng đàn giảng pháp và giải đáp tại một đạo tràng Thiền Tâm Thất ở Hà Nội, được tổ chức bởi Thiền gia Thị Ân. Vậy tôi có một số thắc mắc như sau. Một là Thiền Tông gia mặc áo tràng gây phái Thiền Tông có được phép đăng đàn giảng pháp giải đáp tại một đạo tràng hay không? Nó đúng là một thiền gia thì được quyền, nhưng mà nên nhớ là biết thì là không biết thì coi chừng. Giống như biết chạy xe thì lên xe chạy, không biết được lên. Ai cũng làm à? Bây giờ nói là anh muốn nói gì nói, nhưng mà nên nhớ trên cái đất này là cái đất nhân hòa. Anh phải chú ý chỗ này, chạy xe một mình thì được, mà chạy xe có nhiều chiếc thì coi chừng. Mình chạy xa thì nó đụng mình đáp mình chịu. Cái này là thì tôi cũng nói cho lực sư Lê Quang Vinh thì thế này. Khi mà chùa Thiền Tông bị giáo hội cấm thì ông có lên trên cái mạng ông binh dịch, thì ông vô tôi thì ông năn nỉ tôi để mà không cho. Tôi thấy tôi cầm đó thì tôi không, mà giờ thì nó phản thế không đã chịu chứ sao giờ. Nên nhớ tất cả đi chơi cái chuyện đâu đừng có vi phạm bất cứ gì, coi chừng nói cho biết vậy thôi, chứ còn ai muốn nói gì nói. Thiền Tông chửi còn được chứ đừng có đầu nói để nhầm gì. Bây giờ tại làm sao bây giờ đa số người tu Thiền Tông mà chứng tánh rất nhiều, Thiền Tông chứng thánh hiện giờ Thiền Tông chứng tánh rất nhiều, chứng động trời là trên ngọc hoàng thượng đế xuống thực đủ thứ. Thiền Tông á, Thiền Tông là chứng thánh, người ngoài chứng thánh nó cũng nói Thiền Tông chứng thánh luôn. Rồi đây ai biết thánh là cái gì thì tự hiểu. Tôi thấy chứng thánh là tôi nói chứng thánh đó. Rồi còn cái phần Lê Văn Vinh thì thôi, thì cái chuyện bây giờ chùa có bổn phận là cấp thôi, còn cái chuyện mà nói trật nó cũng bị do những người xung quanh người ta đánh giá. Mình là một kiến thức không thể làm vậy được. Kiến thức trước khi vào cái này bảo tôi bảo là vô bằng trí tuệ, chứ đừng đi vô mù mờ. Mình đi vô mù mờ thì không tốt. Mà nên nhớ rằng cái nhân quả bên ngoài nó rất đơn giản, còn nhân quả thiền tâm nó nặng lắm. Tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi phỏng vấn tiếp đi. Thiền gia Quang Vinh có giảng như sau. Vấn đề của thiền tâm nói thật sự môi mép. Vấn đề là mọi người có đạt được thanh tịnh không?
người tu theo thiền tông muốn thật sự thanh tịnh phải đạt được thân thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Thiền gia Quan Nhân giảng như vậy thì có đúng hay không? Có nghĩa là chưa có đọc hết sách. Có nghĩa là chắc có lẽ đọc cuốn quyển hay quyển không, hoặc là có đọc và đọc khúc ra không hiểu cái khúc kỹ nữa. Cái này đúng không đúng tôi đang làm. Bây giờ tất cả những người mà hiểu về thiền tông thì tự đánh giá. Luật sư Huynh nói đúng là sai từ mình biết. Chứ tôi không phải được. Bây giờ nếu mà tôi nói sai cũng không được. Nó đúng là nếu nói sai là tôi có cái ngã chấp nhắc người ta, tôi qua. Tôi chỉ nói ra như vậy rồi ai muốn hiểu gì thì hiểu. Hoàn toàn trật đúng tôi không sửa. Thắc mắc hỏi gì tôi nói cho nghe. Nhưng mà nếu Lê Quang Vinh hỏi trực tiếp cho tôi nói, còn người khác hỏi tôi không nói. Lê Quang Vinh mà đến đây hỏi tôi sẽ nói, tôi chỉ cái chỗ sai tôi đúng đó, còn người khác hỏi tôi không nói. Nếu mà tôi hỏi là không được thì con không có thể mà nói xấu người khác được, nói người khác đúng người sai được. Thì con tuyệt đối không có sai cái này. Vì thế mà ông Nhật Tường ai cũng chửi chứ tôi không thể đáp chửi. Tôi khen ông thôi chứ tôi đáp chửi. Đó rõ ràng đấy. Với con Kiều nói cười cười nó nặng nó nhẹ chứ hoàn toàn không nói. Ông hỏi tôi nói đúng rồi. Tôi không tu một chữ, tôi là người không tu không nói ba sạc ba đáp là đúng rồi. Tôi đồng ý để tôi có đi đó. Thì chứ tôi đâu có cãi lời. Nếu mà tôi cãi lời thì bởi vì cái ông Phật nói là cái thiền tông này ra đời thì phải chịu cái công kích của người ta, không được quyền nói lại. Tôi đã hứa với thiền sư Lý Đức Thảo rồi, nó nói gì nó cũng cười thì mới được. Chứ người ta nói một mình trả lời mười thì tôi chết rồi. Rồi nó hỏi tiếp đi. Mà có giảng rằng là muốn cho nghiệp thanh tịnh thì phải trì giới, mà nếu không làm được thì giống như Đức Phật có dạy là giống như lấy cát mà để nấu để thành cơm. Vậy thì cha giảng như vậy có đúng không? Thiền tông không có trì giới, thiền định, nhẫn nhục gì trời trơn á. Thanh ra thiền tông không có tu, mà trì giới cái gì? Mà thiền tông có biểu tình chỉ hiểu, học cho hiểu, tạo công đức về, biết con đường về thôi, đơn giản thôi. Thiền tông không có trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định cái gì hết, dẹp hết thế gian này, tiến về cái gì dẹp hết, mới gọi là thiền tông. Có nghĩa là ngày xưa mình không hiểu cái tánh mình có cái tánh Phật, bây giờ mình hiểu mình có tánh Phật rồi, mình muốn mang đi về thì mình trở về thôi, tìm cách về, ta chỉ công thức về rồi. Bởi vì đạo Phật gọi là đạo công thức, phải hiểu thế này nè. Đầu tiên một vị thần gọi là lập đạo, đạo thần. Vị thứ hai lập đạo là một con người toàn năng toàn giác dạy công thức. Mà vị thứ ba lập đạo là cái gì? Dạy hiển linh, linh thiên. Ba thời kỳ này, ba thời kỳ lập đạo không khác. Không, đạo chứ bằng mà là, nếu mà đầu tiên gọi là đạo, còn ông Thích Ca dạy đạo không phải là đạo mà ông dạy công thức. Còn cái người thứ ba gọi là dạy đạo, mang họ dạy tôn giáo thành một tôn giáo. Người thứ ba dạy thành là một tôn giáo. Người thứ hai gọi là dạy công thức. Người thứ nhất gọi là đạo. Nó phải hiểu cái thế giới này là vậy. Ông Thích Ca không phải ông không hiểu đâu. Ông hiểu mà không có sắp đặt được cái chuyện này. Nó thì vì thế mà nếu mà nói về đạo Phật rằng tôn giáo hoàn toàn sai, mà một đạo cũng sai. Thích Ca còn năng còn giặc dạy công thức, nhưng mà tới giờ ta quy tụ lại ta gọi là đạo. Chứ sự thật nó là dạy công thức. Tôn giáo thì các vị thần là tôn giáo. Tôn giáo là phải có ba yếu tố mới thành lập tôn giáo được. Một là đứng trên gọi là thượng đế, còn hoàng hay đứng trên tôn, đứng bề trên thì là đó là làm cái đấng được cái tôn sùng. Còn cái người thừa hành là cái người ăn theo mới thành lập tôn giáo.
Nếu tìm đạo Phật nó chỉ là nói cho đúng đạo Phật chỉ là cái đạo dạy công thức. Anh muốn luân hồi đi cầu giảng đi giảng sanh ở đâu thì có công thức, muốn thành thần thành thánh thành cái gì nó cũng có thức, thành Phật nó cũng có công thức của nó chứ không phải là không. Vì thế mà khoa học nói là đạo Phật tinh hoa nhân loại là dám nói được cái công thức và phơi bày ra được trong cái vũ trụ này, trong trái đất này, hữu hình vô hình, dần nhỏ lớn như nguyên tử mà Đức Phật gọi là vi trần. Chưa có cái đạo nào gọi là vi trần mà chỉ biết vì đạo Phật vi trần. Mà bây giờ khoa học nó chứng minh cái vi trần đó là gì, là nó gọi là nguyên tử. Nó khoa học đi theo có nghĩa là nguyên tử mới phát hiện ra nay nhiều 7, 8, 10 năm thôi. Chứ nguyên tử xuất hiện cho 80 năm mà ông Phật đã nói trước là 2000 năm trước ông đã nói chứ nguyên tử mà ông nói với dạng vi trần. Vi là nhỏ nhất, cái tầng nhỏ xíu thì thôi. Bây giờ ta tu và đạo Phật thì mình phổ biến ra, nhưng mà để nhớ rằng tất cả những người tu cho Phật không phải ai tu vô đây mà tu mà vì giác ngộ giải thoát hết. Vô đây một số người để tìm cái gì, một số người để mục đích gì nó riêng, thành ra cái nhiệm vụ làm cái gì làm, nhưng mà vô tiền đâu có nhiều, có nhiệm vụ phổ biến ra là cứ phổ biến thôi, ai hỏi gì trả lời đó. Nhưng mà có một điều là đụng chạm người khác tôi không trả lời, mà tôi tất cả đụng chạm được, mà ai ở ngoài đụng chạm được quyền đụng chạm tôi hoàn toàn không đụng chạm. Ví dụ ai nói gì đó hoàn toàn tôi cũng khen đó. Thế tôi không chê ai giờ không phải chứ. Và thiền gia có giải thích là người tu phải ly gia cắt ái kinh thân, dứt trừ bản ngã lãnh phần độ sanh, nghĩa là phải độ được chúng sanh thì mới có thành tựu, còn chưa độ được thì không thể thành tựu được. Cái câu này là nằm ở trong cái chùa nói thôi, chứ cái này đó là cái này gọi là một thánh tăng mới làm cái câu này, chứ Phật Vô Tăng không làm này, mà Thiền Tông cũng không làm cái này. Thánh Tăng nên nhớ là chư Thánh Tăng công về vô hạn độ chúng sanh bao quản vào trần, phải độ được người ta, mà có một Thánh Tăng nào độ đâu, không Thánh Tăng độ tiền thôi chứ không độ vậy thôi. Đó, cái này là tiêu chuẩn của một vị Thánh Tăng. Thánh Tăng phải ly ra các ái sinh thân, dứt trừ bộ ngã lãnh phần độ sanh, đấy Thánh Tăng phải làm này. Vì thế mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cúng dường 100 phàm phu tăng không bằng cúng dường một vị Thánh Tăng, là cái chỗ này. Cúng dường 1000 vị Thánh Tăng không bằng cúng dường một vị A-la-hán. A-la-hán là chứng được thanh tịnh đó. Cũng được 1000 ông A-la-hán không bằng cúng dường một Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là một người tu đạt được một trong 6 phần rồi gọi là đắc giác, giác ngộ một phần gọi là đắc giác Bích Chi Phật. Mà cúng dường 1 triệu Đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng, thì nên tìm cái ông nào là mình cúng cái này mới sướng. Cúng hôm nay có đồng bài không có cúng nhiều mà lớn hơn 1 triệu Phật. Có nhiều khi cúng lúc này không có đồng nào mà vẫn có bằng sao đi xin quyển sách đưa cho ông coi, đưa xin cái máy cho ông coi, nó đâu tốn đâu nào. Thiền Tông rất hay, rất hay là rồi là không, ngày mình đi tạo phước đức á phải có tiền nhiều mới tạo được, còn tạo phước đức không cần tiền, cần công thôi, cần công thôi. Mình phải hiểu cái này. Rồi con là thế thì dạng là Phật tánh thì không sanh không diệt, nó không có thọ tưởng hành thức vân vân, nhưng cũng không lìa thọ tưởng hành thức. Vậy thì gia giảng như vậy có đúng hay không? Này nó sai, sai hoàn toàn. Có nghĩa là cái thân mình là cái gì mình hiểu, mình hiểu trên cái đất này. Tánh Phật ham kiếm một kim thân Phật mới vô mượn cái thân người. Thân người đâu có đâu,
tinh gia nó mẹ nó tốt rồi, rồi điện từ bẩm vô nó quay nó trở thành cái tánh. Con người là công cụ của tánh Phật, mà tánh Phật vô đây nó bị quên, vô tử cung mẹ quên và bị cái quy luật nhân quả nó quên, cái nghiệp nó quên, cửa tánh người nó quên. Thành ra cái sự sống của tánh Phật là làm việc công cụ cho cái tánh người, mà tánh người đã có rồi, không có không mà cái có thì phải tưởng tánh người sự tưởng nó có, tại nó quy tụ lại thì nó tạo thành tánh người. Tánh người nó phát ra cái tưởng, tánh tưởng tánh Phật phải làm theo, chết là đến cái chỗ này. Bây giờ học thiền tông ra đời học cho biết để được gì, để được thực thi cho đúng, không cho tu thì đâu cho tu đó, mình phải hiểu nguyên tắc này. Chứ ở trong này có làm cái gì tên, có nghĩa là bây giờ tánh Phật thì học cho hiểu nghĩa thông là xong rồi, là làm đúng. Bây giờ mình có thân mình phải để làm sao có tiền nuôi cái thân này, chứ không thể không đi lừa gạt đâu. Mà nên nhớ cái gian này, tiền của mình tạo ra mà còn bị nhân quả, chứ đừng có nói chuyện, đừng có nói tiền của người ta đưa cho mình mà khỏi nhân quả. Nên nhớ một thế giới rằng thế giới này nhân quả đúng không? Anh làm cái gì? Bởi vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói chỉ một máy động là đã bị nhân quả, một cử chỉ nhỏ là bị nhân quả, thì làm sao không có cái quy luật này? Mình đạo Phật là phải hiểu cái này. Đạo Phật thì tông là chỉ tồn cùng tất cả từ vật hữu hình và vô hình mới gọi là đạo Phật thiền tông. Bởi vì nãy tôi nói đạo Phật thiền tông là cái năng chỉ công thức và quy luật, chứ không phải đạo Phật thiền tông là một tôn giáo hay là có đạo gì rồi. Đây là một cái chỉ một cái công thức và cái quy luật đó. Còn đạo thì là đạo thành, còn tôn giáo là đạo thánh. Đạo thánh mới được xếp vào tôn giáo theo cách nghĩa của đạo Phật. Đạo thánh mới xếp vào tôn giáo, đạo Phật hoàn toàn không phải là tôn giáo. Đạo thần cũng không gọi là tôn giáo, mà duy nhất về cái cách này tôn giáo xếp vào đạo thánh nó có. Nếu mà nói về cái văn học, nói về đúng thì chỉ có đạo thánh mới là tôn giáo, còn đạo Phật chỉ là một cái đoàn thể đạo công dạy công thức thôi. Rồi con hỏi chứ tập kinh Thủ Lâm Nghiêm là để luyện tâm, nghĩa là hàng ngày tập sống bằng cái chi chứ không phải sống bằng cái thức. Vậy thiền gia Quang Vinh giảng như vậy là đúng hay sai? Kinh Thủ Lâm Nghiêm nó thuộc về kinh Đại Thừa, nó thuộc về kinh Phật lý. Nếu mà tại làm sao Đức Phật nói trong 49 năm Như Lai không nói ra cái này? Trong vật lý ông nói, nhưng mà phi vật lý ông hoàn toàn phủ nhận hết, không nói. Lúc sư Lê Văn Minh này kiểu là chỉ là nghiên cứu về kinh vật lý thôi, không hiểu được cái quy luật, không hiểu được cái quy luật vật lý của đây là này. Muốn tìm hiểu đạo Phật phải tìm hiểu cái quy luật vật lý hữu hình và vô hình và công thức từ Phật. Trong tiểu thừa nó có 37 tám quán, nó có 37 cái công thức của nó riêng, chứ không phải đâu. Đại thừa quyển kinh nào nó cũng chỉ vào một khía cạnh của cái công thức này, nhưng mà nó chỉ trong vật lý, là nó khó phát hiện ra lắm. Nói mà cái con rồng cái mà giờ người nào cũng chạy lộn á, mà vừa tôi chịu nói ra thì mới hiểu con rồng cái nó là vậy. Con rồng cái nó bằng sự thật chứ không phải là mãi. Nhưng mà khi mà con rồng nữ này nhận được là sao? Hết đời rồng sẽ đặt cái người này, cái người rồng nữ để trở thành con người ở đất rồng này, tiếp nhận cái này. Vì thế mà bả đã có cái hạt linh châu sẵn rồi. Vì thế mà người ta mới đưa cho bả, ta mới đi tìm, ta mới hiểu cái ông kia mới tìm. Không biết ai đưa mình không biết, nhưng mà cái người đó mới đưa được cái quyển giáo lý và cái quyền ký cho bà đồng nữ này, bà đất rồng này. Chứ sao mà ta nước Việt Nam mình bao nhiêu người nữ mà tại sao không đưa, mà sao đi tìm cái bà này đưa? Đó là những cái nhiệm vụ vậy. Còn cái tất cả những gì mà lấy trong kinh ra giải ra hoàn toàn tu tưởng thôi. Được sư Lê Văn Minh không hiểu cái này,
đừng có đem cái kinh kinh lý được lên để bàn tới cái chuyện giác ngộ giải thoát hoàn toàn không có bàn được, mà phải bàn trong chân lý tất cả trong kinh. Mà nếu muốn bàn thì phải bàn chân lý, kinh vật lý phải bàn là chân lý, chân là chân thật, cái lý luận chân thật của vật lý, chứ không phải nó. Bởi vì cái văn học Việt Nam phải phân định cho rõ ràng, nói cái chữ gì nó mới ra chữ đấy, chứ mình không phải mình thấy đọc hai cây kinh rồi mình tưởng ra mình nói. Chính tất cả kinh Thủ Lăng Nghiêm đạo của tôi đã chỉnh một lần, chính cái câu mà không luân tập giữ thế gian, cái câu này cái người dịch đã sai sẽ hoàn toàn đó. Đó tôi nói rồi, trong cái quyển nào tôi để nhớ là điện âm cầm giữ thế gian, điện dương buông quản thế gian trường tồn. Đây là tôi đã nói không, không phải là không luân tập giữ, thì không luân là để cho sự sống con người thôi, cái gió đó nó là để cuộc sống con người thôi. Khoa học nó không biết tại làm sao trái đất này có không khí gió, mà vừa rồi tôi biết mà nó mới có nghĩa là trái đất nó quay cái tốc độ cả ngàn cây số một giờ đó. Mà trái đất to vậy cả ngàn cây số giờ nó mới phát ra vài chục cây số không khí di chuyển không đó, còn chưa nó hiểu. Bây giờ nó nói về khoa học nó mới biết, nó bắt rồi cái này nó xác nhận là chùa tự nhiên rồi, mở con mắt về tốc độ trường không khí. Mà vừa chúng ta đã nói rồi, nó là tại là trong cái bảo hồi xưa nó không hiểu, bây giờ nó hiểu. Mà bây giờ điện từ dương thì nó mới phát hiện ra cách chưa tới 120 năm nay điện từ nó phát hiện được. Khi nó phát hiện ra được một lý rồi thì nó mới hiểu được cái điện từ dương. Khoa học nó chứng minh rồi. Giờ mình con phải tiếp đi. Đầu tiên á, thì pháp sách Thiền Tông á, đó là tu tập và sau cái điều là không tu gì cả. Nhưng các vị đừng quên rằng pháp môn Thiền Tông có câu tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật. Chữ tu là nằm đầu tiên rồi, thành ra là phải tu. Thiền gia giảng như vậy là cái câu này là nói cho thế giới vật lý đã nói tu thì phải nói tu để ta nhào vô phải tu sao đói ăn mà ngủ mà tu cái gì. Thì tu vậy đó, đói ăn mệt hết tiền phải đi làm, tu là tu của nó đó. Chứ bây giờ không, mình không nói chữ tu ai biết. Bây giờ tu người ta tưởng là tu là nếu tiếng Việt Nam mình tu gọi là sửa họ sửa gì. Cái thân tôi á, nếu mà nó bệnh thì vô bác sĩ không sửa chứ tu sao cho hết bệnh. Hoặc là cái giò tôi nó què, giờ có sẽ cậu cái nó hết què, tu được đó. Còn dâu trong đạo Phật, tu thì được, à tu để về nước lên thiên đàng được. Nó có công thức tu về Phật, tu về giảng sanh được, có công thức hết. Tu làm thần, tu làm giảng sư, tu làm kỹ sư, tu làm thần ý thì mình phải có tu. Thiền Tông cũng nói tu, nhưng mà ta dạy có chữ là buông tu gì, mình chẳng dính đâu chứ buông tu gì. Nhưng phải nói cái tu để cho ta biết là cái này là cái đạo, chứ mình không nói tu mình sợ ai biết. Vì thế mà ông Phật khi ông dạy xong rồi ông nói 49 năm Như Lai có dạy chữ đạo là nhớ chỗ này. Muốn về với tìm công thức mà học chứ không có tu. Muốn đi đâu thì tìm công thức mà học, không có tu. Bây giờ nó lên nước Cực Lạc là tu cái gì? Ông ấy động tưởng rồi đi ngồi đây niệm A Di Đà Phật rồi lên một lâu rồi. Bây giờ muốn xuống Sài Gòn đi tu, Sài Gòn tôi đích ra muốn đi Mỹ chơi á. Cứ ngồi đó lợi lại với ông đi. Cứ thấy ông giám đốc hoặc là ai cứ ngồi lại đi. Ông chửi làm gì khùng nữa lại đây lại hoài. Muốn đi đâu nạp tiền vô tôi dẫn đi. Thì mình muốn lên nước Cực Lạc thì giờ có công đức, có phước đức thì lại đây ông thần nghiệp đạt quang đi, chứ lại ngồi lại hoài. Phật đâu có được. Ông Phật nếu mà mình ngồi mà lại ổng mà để ổng cho lên nước Cực Lạc, ổng lại gì? Ổng dạy chứ sao không đúng. Có nghĩa là muốn hưởng phước anh là có phước, ông thần thực thi nhân quả quang anh đi, còn anh không có đồng phước mà được bằng chân.
nếu ít quá thì cũng đi Tây Phương được, đi có khúc đường xuống Tây Tạng đó, chứ không lên, lên Tây Phương đâu. Còn nếu ít quá thì cũng còn tới Tây Ninh thôi. Có mấy chục ngàn, giờ đây cũng đi Tây Ninh mấy chục ngàn, 600 ngàn tiền xe tới. Suốt mình 600 bậc. Còn Tây Phương cực lạc xa lắm mới được. 1 tỷ bạc chưa đi, chưa chắc đi tới. Giờ mình hỏi tiếp đi. Tôi và một số người dự đạo tràng này thấy quan mang và mâu thuẫn với những gì tôi đã đọc trong sách Thiền Tông. Vậy cho tôi xin hỏi thêm, Thiền Tông gia luật sư Lê Quang Vinh giảng như vậy thì có xứng đáng với một Thiền Tông gia hay không? Nó thường ra là xứng đáng chứ không xứng, nhưng mà nó trúng nó trật thôi chứ sao đâu. Có nghĩa là anh phải làm bác sĩ làm giỏi đâu, anh tiếp tục chết người chứ được. Thì thiệt ra anh giảng cũng sai lại chuyện bình thường, đâu có gì đâu. Nhưng mà ông giảng này là rất đúng với vật lý chứ không phải giải thoát không nói. Ông đi bắt chữ từ tu theo Thiền Tông cố định Phật, ông không có hiểu, chưa có đi học. Thì đúng rồi, tu thì vô chùa Thiền Tông là phải tu, nhưng mà tu cái gì? Tu nhất tự thiền hay là kia, ở đây tu nhất tự thiền. Rồi còn chọn tu theo Trần Nhân Tông tu gì? Đói ăn mệt ngủ thì cũng tu, thì có nghĩa là tu, nhưng mà cái cách tu mỗi người cũng khác, tu vật lý nó khác mà tu giải thoát nó khác. Nên cũng tu có nghĩa là thực hiện là tu á. À, thì nó đúng ra mình không trách là gì, có nhiều khi cái năng cái khả năng ta dạy thì ta giải thích vậy chứ được sao trách ta được. Giống như nếu mà mình trách thì nói bác sĩ là phải ngang nhau cũng được, tại sao bác sĩ có chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 rồi tiếp bác sĩ thường, rồi bác sĩ, rồi cử nhân bác sĩ, rồi thạc sĩ bác sĩ, rồi tiến sĩ bác sĩ, nó có từng đẳng cấp của nó chứ đâu phải đây. Thì Thiền Tông này cũng vậy, nó có từng bậc của nó tùy theo trình độ của mỗi người. Mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này, tất cả gì nó cũng được có cái phẩm cấp hết. Thật Thiền Tông nó có phẩm cấp, tu vật lý có phẩm cấp, chung phải có cái gì. Rồi con hỏi tiếp. Và như vậy, về phía chùa Thiền Tông Tân Diệu có nên thu bằng phong Thiền Tông gia và lại hay không? Làm gì có quyền phát rồi, giống như anh thi đậu lái xe rồi phát rồi, rồi là tự nhiên tao có chuyện rồi thu tập sao được. Chùa Tân Diệu có nghĩa là đã nói trước rồi, 100 người 5 người đậu thôi, bao nhiêu là mấy kia giả hết. Bây giờ nếu mà nó thâu quá thì tại sao mà mấy cái ông mà thiền gia chứng thánh phải thâu không phải nói trước đó, nhưng mà thôi mình vô Thiền Tông mà được thánh là mừng rồi, sao cho đi luôn thâu cái gì, mình phải giới thiệu luôn Thiền Tông xưng thánh. Mà trong kinh đó là nếu kẻ nào xưng thánh là kẻ đó tà đạo thì vô cùng tà, có nghĩa là phát ra rồi không thu lại, trường hợp ta đem tới trả lại thì mới lưu vô bảo tàng, lưu vô cái bảo tàng để kỷ niệm ghi cái gì ông này được, bây giờ ông trả lại. Thì bây giờ là tất cả những người nếu mà tu vô đầu Phật Thiền Tông mà không trả lại thì tôi cảm ơn là tôi ghi nhận là bây giờ đã tu cái gì phải nói cho tôi biết, đã ghi thiền gia này bây giờ nó chuyển qua tu trình độ qua tu một chút gì đó, là tôi khi mình nói rõ ra tất cả thì cũng chúc mừng người ta, chứ hoàn toàn mình không có tư cách gì mình thu lại đâu. Nhưng mà trả thì không trả thâu đâu. Câu hỏi thứ vậy, đạo tràng Thiền Tông thất của thiền gia Thị Ân ở Hà Nội có được phép tiếp tục hoạt động hay không? Này hỏi tập vậy bất động là do nhà nước xin phép cho chùa Tân Diệu làm có quyền này. Có nghĩa là mình sống theo luật pháp, muốn hoạt động thì phải nhà nước cho phép thì mình cứ hoạt động. Mà nếu không bây giờ ta cho phép mà nhà ông chịu thì ông nói bộ ông lớn hơn tôi vậy, ông lớn hơn chính quyền, hoạt động không là do nhà nước chính quyền địa phương người ta cho,
là không là của người ta, đừng hỏi vậy, hỏi vậy nó không đúng. Tuy là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo như vậy mà đúng cái luật. Anh làm gì phải xin phép, chứ muốn tự do là muốn nói gì thôi. Bây giờ muốn xin cái gì phải có giấy phép, nhà nước chính quyền ta cho tới mức độ nào đó, chứ đừng có hỏi gì. Bây giờ chùa tự chịu có quyền gì cho, có nghĩa là nếu một cái chùa nào mà có đầy đủ pháp lý thì chùa thắc cần cái gì chùa thì ta có chịu hỗ trợ cho thì được, chứ chùa tự chịu không được quyền, không được cấp phép cho ai hết. Mình đã phải chính quyền mà cấp mà cho à, này hỏi gì nó hỏi sao rồi hỏi cái gì. Có một đạo tràng ở miền Tây mỗi tháng thường tập trung lại một lần, và ở mỗi lần thấy các thiền gia Phật gia mặc áo tràng đeo dây thái thường tổ chức tụng kinh thiền tông và ca hát, để xin hỏi như vậy có được hay không? Thiền tông là nó đâu có tu, không có tụng. Đây là cái hình thức, có nghĩa là hiểu thiền tông là tìm bằng cách nào giúp người ta thôi. Tụng kinh gì ở trong thiền tông nó có vậy, tụng kinh trong cái bản đầu khi nào mà trong cái quyển kinh tụng nó có, là nó có từng người chứ không phải ví dụ cái quyển kinh sám hối đi, cái công nó ngày hôm qua đi làm gì tầm bậy thì mình đâu có sám hối thôi, chứ còn mà mình đâu có làm sao ổng làm tầm bậy vẫn đủ 450 người sám hối với ổng sao được, không được. Có nghĩa là thiền tâm riêng rẽ, nó không có tập trung cái này, nó làm cho mất an ninh quốc gia, không được cái này. Bắt buộc anh một mình anh sám hối là một mình anh thôi, anh ở nhà anh bỏ mỏ làm gì làm, nhưng mà một mình không được đủ người khác để được, người ta đâu có làm gì đâu bắt được sám hối, mình phải hiểu nguyên tắc này. Còn cái tập thể nó khác, tập thể nó khác, còn mình ở đây thiền tâm nó không luôn dấu vết, mà tại sao mình lại kéo cho đông lại? Cái cho đông này là lý gì? Nó đã vi phạm lực an ninh, 5 người tập hợp là phải xin phép rồi, mà mình tập hợp nhiều vậy làm sao để làm gì? Mà nếu mà tập hợp vậy phải xin phép đi, nhưng mà 10 người tập hợp hỏi chứ 10 người này là có lỗi hết không? Lỗi hết thì vô là một được, còn nếu tôi có lỗi vô tự nhiên tôi không có lỗi gì có bắt được sám hối làm sao? Tu thì tao không biết, đầu sơ lặng thì tao còn không biết thì nó là sai, nên làm sao để đúng lại. Giờ câu hỏi tiếp đi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói về công đức là trí phải được thanh tịnh hoàn toàn, thế phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức. Xin hỏi thầy có phải vậy không? Này đâu phải Bồ Đề Đạt Ma nói. Này lính Bồ Đề Đạt Ma đó, một vị tổ thì tâm nó có nói gì được. Cái này ai nói là cái người đó nói chứ làm sao. Trong Bồ Đề Đạt Ma có một cái sứ mạng đem dẫn thiền tông từ phương Tây về phương Đông, mà ông đi ra nói chuyện tào lao về đâu được. Tâm chỉ tổ mà thiền tông ông thì ông tổ Bồ Đề không có nói cái, mà ông chỉ qua trước khi qua tới Trung Hoa ông có nói không? Ta chỉ đem cái giáo ngoại biện truyền trực chỉ chân tâm kiến tánh này mà thôi, chứ không ông có nói, ông không nói cái gì rồi. Ông chỉ nói được có 4 câu, muốn nói là gì? Là gì cái người Trung Hoa hỏi chứ giờ thầy qua đây truyền cái gì? Ta nói truyền giáo ngoại biện truyền. Hỏi gì? Hỏi cái tiền đó, ta biện tiền mà hỏi ta hỏi gì? Rồi trực chỉ trên tánh, thấy mình thấy được cái tánh này đó, rồi thấy bằng cái tánh Phật đó thì mình mới hiểu đường trở về Phật giới. Nhưng mà tại trong cái văn kệ nó ngắn gọn chứ phân tích ra nó dài lắm, cứ là ông qua đi. Vì thế mà trong kinh Đức Phật cũng nói là Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị con người ngộ nhập Phật tri kiến. Có là Như Lai ra đời để chỉ con người thấy được cái thấy và biết của cái tánh Phật, có vậy thôi. Thì ông Tổ Bồ Đề cũng lập lại vậy thôi, lập có cái chậm vậy thôi. Chính mà cái này cái tài liệu sự sách nó có ghi trong phim ảnh, nó đã ghi luôn,
chứ đâu phải nó không đi. À, nhưng mà tại vì về sau mấy vị thầy nó tưởng cái đó sai, bởi vì tu thiền tông và tưởng đưa cái tưởng vô là sai. Có nghĩa là ngày xưa Đức Phật nói cái gì thì bây giờ nói là y vậy thôi. Trong con vì thế mà thiền tông có cái thuật này, này nên nhớ rằng có một vị hỏi cái tu tứ niệm xứ là tu như thế nào, thì này tu tu là sửa, tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là nơi, rồi tính sao tu sửa bốn nơi tôi sửa bốn xứ ra, rồi xứ nào đây, rồi giờ đem cái tứ niệm xứ ra giảng tùm lum ta ra. Mà trong kinh ta nói rất rõ, tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là nơi, nhớ bốn nơi nào mà không chịu nhớ, không nhớ Phật giới mà là nhớ nhớ lát bờ gác chứ không nhớ cái chùa to Phật lớn nữa. Thì cũng nhớ, cái nhớ này là mấy người sau nhớ lại, chứ ngày xưa ông Phật nói tu cái này để nhớ lại cái xứ mình ở đâu, cũng nằm ở Phật giới á. Bây giờ mấy ông tu mà không nhớ mình Phật giới mà nhớ chỗ nào cái đất nào tốt xây cái chùa đẹp, xin tiền chỗ nào tốt, chỗ nào có tiền nhiều. Ta nói bây giờ nhiều thầy ông sử dụng cái thuật này rất hay, tứ niệm xứ. Giờ cái đất này bốn xứ nào, bốn xứ nào giàu nhất? Một xứ Mỹ, hai xứ Tây, ba xứ Nhật, bốn xứ Úc. Bốn xứ này ông thầy qua mở hấu bạc được, giờ làm gì cắt chùa nhiều được. Đó tu tiếp được xứ là tu đó đó. Tôi mà tìm hiểu được bốn cái xứ này và nó giảm tiền, tiền để mà bổ vậy. Rồi ở tiếp đi. Lần đầu Đức Phật trở về hoàng cung khai thị thiền tông thì chỉ có Hoàng Thúc Tịnh Thanh nhận được, và sau đó ngài Ananda là được truyền tổ vị. Xin thầy cho con biết còn có người nào trong dòng tộc của Đức Phật nhận được pháp môn thiền tông này nữa không ạ? Cái này thì sách nói sao tôi ghi vậy vậy chứ sao tôi đâu vào đó tôi biết. Có nghĩa là hồi đó sách sử sao tôi viết tôi nói lại vậy. Chứ nếu mà tôi nó có rồi họ có ông đó làm rồi làm biểu tôi làm chứng cho tôi biết được. Sách sử viết sao tôi nói lại vậy thôi. À, còn ai đó tôi không biết được. Bây giờ nè, đạo nội cái chùa Tân Diệu bao nhiêu đây thôi, bây giờ truyền thiền bao nhiêu người đạt được 100%, làm sao tôi biết. Bài thơ thì rất hay đó, trình rất hay đó, nhưng mà thiệt của mình lại là mướn cả là đó, mình phải hiểu vậy đó. Thì giờ mình chỉ biết vậy thôi, mà mục đích cái chùa thì cái thiền tông ra đời để là chỉ lại cho rằng cái dòng thiền nó dạy như vậy đó. Đạo Phật nó có cái tinh hoa là pháp môn đạo Phật này nè, thiền tông là cái tinh hoa như vậy mới giải thích được vậy thôi. Mình phải có bổn phận vậy, còn nếu mà ai hiểu cái tiêu chuẩn ba phẩm cấp của cái đạo Phật thiền tông, mình hiểu căn bản về đạo Phật thiền tông thì cấp giấy chiếu chỉ anh làm kệ làm thơ giải trình được, trả lời câu hỏi được thì ta truyền thiền cho mình, gọi mình Phật gia. Còn có nhiều nhiệt tình thì ta có phong tiền tổng gia rồi, nhưng mà nên nhớ là phong rồi thì cố gắng thì nói cho đúng, đừng có rớt chuyện tưởng tượng. Tiền tổng gia không nói tưởng tượng được, có sao nói vậy, tiền tổng gia mới có sinh ra. Còn nếu mình tưởng tượng thôi đừng có xưng tiền tổng gia, đừng có tưởng tượng. Tiền tổng gia tưởng tượng có một là một, hai là hai, nói bằng chứng minh đàng hoàng chứ không có chứ nói mà chứ không có nó mơ mộng được. Rồi có hỏi tiếp. Phật gia Trần Linh ở quê có hỏi có thắc mắc như sau là thiền gia Quang Minh có giảng là quyền ký là từ trong kinh Diệu Pháp. Thì ta phải theo giờ mỗi người hiểu ý, bởi vì tại sao cái quyền ký này tôi cũng chứng minh ở trong mấy quyển kinh ra chứ không phải đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng tất cả gì từ kinh này kinh nọ kinh kia lấy từ đâu, lấy từ trong quyển giáo lý ra, giống như luật pháp nước Việt Nam mình lấy từ đâu,
lấy từ trong hiến pháp ra, luật này luật kia phải lấy chiết từ trong hiến pháp ra mới thành luật. Hiến pháp cho vậy, cái luật có nghĩa là bổ túc, nghĩa là người ta gọi là thi hướng dẫn thi hành luật này, nằm ở dưới luật này. các cái bộ này hay là luật kia nó nằm trong hiến pháp đó. Thì tất cả những cái gì trong 12 cái quyển kinh Đại Thừa, 37 pháp quán, 22 tiểu thừa bậc tu lấy nằm trong cái quyển giáo lý đạo Phật thì đâu ra trong đâu khác, thì nói vậy cũng đúng. Nhưng mà có một điều đó là 40 phần niệm Phật không chưa lấy ra, 40 phần niệm Phật trong giáo lý chưa dám lấy ra, chưa dám lấy ra, chứ không phải. Thì bây giờ ví dụ bây giờ hỏi chứ mẫu một quyển kinh nó có nói cái ý đâu, kim cang là phá chấp, diệu pháp liên quan là cái gì, 28 phẩm, mỗi một phẩm nói một đề tài, kinh Đại Bát Niết Bàn nói gì, ta thành thì Phật xác nhận là ta đã thành Phật, các ông cũng thể thành Phật. Thì trong thiền tâm là dạy để thành Phật thì cũng nằm trong đó thôi, nhưng mà mỗi người ta có một lối hành văn nó khác, nhưng mà có mục đích nó khác, nó không có sai. Tu thiền tâm cốt để thành Phật là nằm trong cái quyển giáo lý, nhưng mà nằm ở đâu, mà cái trong kinh nó lấy ra là nó lấy trong kinh Đại Bát Niết Bàn ấy, Phật tuyên bố ta đã thành Phật từ nhiều đời trước, các ông bà sẽ thành Phật sao, cũng thành Phật những năm đây, có nghĩa là tất cả kinh đều lấy trong quyển giáo lý, nhưng mà quyển giáo lý 400 năm mới lấy ra 60 năm, mà 60 năm mà viết ra được 12 quyển sách rồi. Mình hiểu cái thế giới này rất là vậy, tất cả gì cây cấu dầu ở đâu cũng phải mọc từ đất lên, nó ra cái gì ra kệ đó. Cây sòi nó là sòi cổng đất, cây mía ra cây mía, cây ổi ra cây ổi. Thì tất cả những cái kinh sách nó lấy từ trong giáo lý căn bản của Đức Phật ra, mà cái giáo lý này Đức Phật lấy ở đâu, lấy từ trong không gian, lấy trong không gian dạy ra chứ cái đóng rồi. Mình phải hiểu tột cùng cái này thì mới hiểu được. Giờ bây giờ mình chết đó, đồng Phật chết đó rồi, giáo lý đồng Phật nằm đâu, cũng trở về không gian. Rồi không gian người nào mà có đủ tài liệu lấy ra xài tiếp. Giống như bây giờ nè, những cái diễn đàn bây giờ nó phát, hiện giờ mình tưởng là nó mất, chứ có mất đâu, nằm ở trong không gian này. Ở Mỹ bật lên nó cũng thấy, ở đây cũng thấy, bên Tàu cũng thấy, bên Úc cũng thấy, nằm trong không gian nó trở về. Bây giờ nếu mà cái thế giới này mất hết thì những cái lời mà YouTube hay là Facebook hay Google nó phát ra nằm trở về không gian đó. Cái máy của Google là cái máy nằm trước khổng lồ trong không gian chứ đâu. Thiền tông ra đời mới dám nói cái điều này. Ta tưởng trong cái Google nó cái máy chút xíu là sao mà chứa cả cái này. Vì thế mà trong kinh đó Đức Phật có nói là người nào mà lấy nhìn trong không gian thấy có một hạt bụi, lấy hạt bụi đặt ra lấy được quyển kinh chứa bằng tam thiên đại thiên. Mình đây chứa có cái địa cầu này nhỏ đó. Cái quyển kinh nó chứa bằng tam thiên đại thiên thế giới là cái gì? Ông muốn nói cái gì? Là nói nền văn minh không gian bằng kinh sách đàng hoàng, ai giải thích được cái này? Họ nghe họ đọc vậy thôi, biết đâu. Đó, thì bây giờ nói ra rồi để cho mọi người biết rằng đạo Phật là tinh hoa nhân loại đi trước mà dám nói mấy ngàn năm trước nói về điện từ âm dương. Bây giờ khoa học khi nó chế được điện từ âm dương, điện từ vật lý, nó mới nói ở trong không gian thôi đó. Mình phải hiểu bởi đạo Phật nó khoa học hơn thì các tôn giáo khác. Tôn giáo khác chỉ là nói gì linh thiêng quyền bí thôi, tôn giáo nào thì ra là linh thiêng quyền bí. Có nơi thì nói Thượng Đế, có nơi thì nói Ngọc Hoàng, có nơi đứng bề trên, có nơi đứng Chí Tôn, cũng là cái ông trên đó thôi. Mà không biết cái mặt ngoài bài sao không biết, mà chỉ nói thôi.
Rồi câu hỏi tiếp. Các chư Phật không vào trái đất được, vậy tại sao chư Phật đến được chùa Tân Diệu vào những buổi chỉ thiền? Ta phân thân, Phật ta còn năm thời gian ta phân thân đó, đâu có đến đây đâu. Bây giờ là ai có coi cái phim mà Tề Thiên không? Khỉ lên nó đâu có đến. Đúng quá, phép cho mấy chị tồn tại đến. Đó là cái phép, cái thuộc phép thôi. Mà bây giờ cái khoa học cái văn minh là mở hiểu này ta mới chấp nhận. Bây giờ mình ở đây thì vô mình cài mình làm ruộng, mình phải chạy ra mình cài. Thằng Mỹ nó cũng cài, chiều tối nó ngồi ở nhà nó cho cái máy nó chạy chạy nó ngừng ngừng. Đó, bây giờ nó điều khiển từ xa. Còn bây giờ Phật điều khiển từ bên kia được qua, nó điều khiển từ xa. Đó, mình bây giờ mình nói điều khiển từ xa thì ta mới hiểu. Chứ ngày xưa mà nói cái này nó chửi mình nó điên. Đó, bây giờ Phật hậu vẫn là điều khiển từ xa. Thì người bây giờ trên thế giới châu Âu, với Mỹ, với Nga nó có điều khiển từ xa không? Gieo lúa mì hay là này kia nó hoàn toàn không phải bằng con người, bằng máy nó ngồi đây nó coi cái màn hình rồi nó điều khiển cho chạy. Rồi nó chỉ mướn mấy cái người Mỹ hay là cái người Việt Nam mà thích lao động đó, mà phải mướn được làm ngày 8, 1 giờ 8 đồng. Nguyên cái tầm 1.000 mẫu mà có 2 người làm rồi. Còn mình ở đây chắc là được cái bộ 5.000 người. Bởi vì tại sao nó sản xuất ra rất rẻ hơn mình. Con trâu, con bò nó sản xuất thịt, nó không phải giống như mình. Mình phải đi cần cho ăn nó có đâu. Một ngày nó gạt đi mấy thứ rồi cho ở ăn hết rồi ngày mai gạt mấy thứ. Nó đi một vòng rồi nó tưới từ đâu mà nó đi một vòng trở lại 30 ngày trở lại chủ. Nó đi cho nó chạy vòng tròn. Mà cho đến khi vô lò mổ nó cũng không dẫn đi, dẫn tới đó trèo vô rồi chết, thì đi ra có tịch vô đóng một đóng mặt tự động hết. Bây giờ gọi là điều khiển từ xa. Thì bây giờ mình phải ông Phật ông nói ông điều khiển từ bên này ông đến, bởi vì cái nhiệm vụ ông giao cái này phổ biến đâu, ông phải trực tiếp đến đó. Mà cái này là chỉ nói thôi chứ mà tôi chưa thấy bà đâu. Giờ hỏi tiếp đi. Long nữ là người nữ ở đất đồng, vậy Long Dương trong kinh nói ẩn ý là nói ai? Long Dương thì nói đúng ra bây giờ mình đi tìm đi. Có vua nào ở dưới nước không? Không có. Long Dương người ta nói là Long là gì? Rồng. Dương là vua rồng. Ám chỉ đâu? Trên thế giới chỗ nào là nước rồng? Tôi chỉ nói vậy thôi. Cái chuyện mấy ngàn năm trước, tôi nghĩa là cái quốc gia của Việt Nam mình đó, thành hiện tới hiện năm 2019 đã làm tồn được 4.879 năm, trừ lại với 2.563 năm. Thì hỏi vậy chứ lúc đó là nước của mình là nước gì? Nước mình nó nằm trong Lạc Long Quân. Ông Lạc Long Quân bảo kê thì con đồng cháu tiên nằm ở chỗ đó. Không biết hồi trước ông có đơn có gặp, ông có gặp ông Lạc Long Quân không biết, nhưng mà ông nói là ông đến nước rồng. Thì bây giờ mình nếu mình nói mà ông gặp ông Lạc Long Quân hoặc là Lạc Long Quân thì là vị vua thứ hai của 18 đời vua Hùng. Vị thứ nhất là ông Kinh Dương Vương. Thì tôi tin rằng không biết thì mấy ông vua của Hùng Dương đó có gặp ông Thích Ca. Tôi không biết ông gặp được cái nào tôi biết, nhưng mà trong kinh đã nói ông biết như vậy. Có nghĩa là ông đến nước rồng gặp con gái của nước rồng, ông giao cái này lại. Có thể là bà này ngày xưa là con của mấy ông của mình rồi, mình là con quân 100 con, 50 nữ, chắc lẽ bả có một cái phần nữa đó. Nhưng mà hồi đó bả đẻ cho tôi mà không nói, không biết. Thì giờ đây mà căn cứ vào sử sách nói vậy thôi, chứ bây giờ nếu mà nói thực tế vậy
ngu vậy, nó về tàu lặn xuống dưới có thấy chỗ nào rừng có ai dưới đâu. Thành ra cái này ám chỉ rất rõ ràng, có nghĩa là quốc ta đã từng đến nước rồi và gặp Long Nữ rồi, chứ không phải giờ mấy ông kia nó rồng cái vậy. Đó là giải mã vậy, chứ mà hỏi tôi đâu tôi trả lời tôi đó. Giờ hỏi thế đại giải câu hỏi rồi, một giải những chiều giải đáp mười hai rưỡi. Tại ban quản trị chùa Thanh